Cổ nhân dạy, 26 câu chuyện kinh điển về thiện ác nghiệp báo, nghe để sống khôn. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm đời. Quý vị thân mến, ngàn xưa, cổ nhân đã đúc kết những bài học sâu sắc về nhân quả báo ứng, về mối liên kết giữa thiện và ác trong cuộc sống. Mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều mang theo hệ quả của nó như bóng với hình. Video hôm nay trên kênh Ngâm đời sẽ dẫn bạn qua 26 câu chuyện kinh điển từ những bài học về lòng thiện, sự tha thứ đến cảnh báo về những tội ác và nghiệp báo mà chúng ta có thể phải đối mặt hãy cùng lắng nghe suy ngẫm và cảm nhận để từ đó sống khôn ngoan hơn tích đức và gieo mầm thiện lành cho đời quý vị nhé câu chuyện thứ nhất giết lợn bị đọa vào địa ngục a tỳ chuyện pháp cú kể rằng lúc thế tôn cùng các tỳ kheo ở tại tinh xá trúc lâm cách đó không xa có đồ tể căn đa sống bằng nghề mổ lợn mỗi lần giết lợn ông ta trói thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chảy vuông rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, kế đến đổ nước sôi lên lưng, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, ông cắt đầu lợn bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột ra. Và Canda đã sống bằng nghề mổ và bán thịt như thế gần 20 năm. Dù Đức Đạo Sư ở tinh xá cách đó không xa mà chẳng khi nào Canda cũng dường ngài, dù là một cảnh hoa hay một nắm cơm, cũng không là một việc công đức nào cả. Một hôm ông mắc bệnh, và dù ông ta vẫn còn sống nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể căn đà, ông ta bắt đầu kêu en ép và bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Suốt bảy ngày, chịu sự đau khổ, ông luôn mồm giống en ép như lợn. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng lợn kêu en ép ồn ào. Khi về tinh xá, bạch với đạo sư, bạch thế tôn, trong 7 ngày qua cửa nhà đồ tể căn đa đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết lợn. Thế tôn nghĩ xem, biết bao nhiêu con bị giết. Thật từ trước tới nay chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Đạo Sư nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết lợn trong 7 ngày qua đâu. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến đối với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã đến. Vì cực hình này, ông ta bỏ tới bỏ lui trong nhà, kêu la en éc như một con lợn suốt bảy ngày. Hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Câu chuyện thứ hai, giết châu đền tội. Trong quyển hồi hương bút ký có một đoạn mô tả, vào đời Thanh Tuyên Tông, Nam Đạo Quang ở huyện Đào Khê, Trung Quốc, có một kẻ chuyên môn mổ thịt châu đem bán mà mọi người ai cũng biết, đó là Phạm Đăng Sơn. Suốt đời giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán, vừa để ăn. Một hôm trên không bỗng nhiên mây đen tích tụ lại trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, xét đánh trúng Phạm Đăng Sơn nhưng không chết, song mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu giống lên một cách thê thảm, hai mắt đẫm lệ trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị giã nát, vỏ lại rồi bỏ thẳng vào miệng vừa ăn vừa nói, thịt trông ngon quá. Trải qua chừng vài tháng rồi tắt thở, những người chứng kiến cảnh ấy ai nấy đều cảm thấy lạnh xương sống nên biết rằng sự báo ứng của nghiệp sát sinh hết sức là trầm trọng mà quả báo của việc giết châu bò lại càng trầm trọng hơn vì chúng có công với người đời câu chuyện thứ ba hãy từ bỏ nghề sát sinh câu chuyện này xảy ra ở tương dương tỉnh hồ bắc trung quốc vào cuối thời nhà thanh một người đàn ông sinh sống bằng nghề giết mổ lợn ông có bốn con trai và một con gái ba người con trai lớn theo nghề của cha kiếm tiền Cuộc sống gia đình rất khá giả. Sau khi ông chết đi ba người con trai lớn vẫn tiếp tục nghề đó. Một ngày nọ, họ mua một con lợn về chuẩn bị mổ thịt, thì họ bị sửng sốt khi nghe con lợn nói làm ơn đừng giết tôi, đừng giết tôi. Họ hỏi, người vừa mới nói gì? Con lợn nói, ta là cha của các con, đừng giết ta. Ta được đầu thai thành lợn, bởi vì ta phạm phải tội rất lớn đó là giết rất nhiều lợn khi còn sống. Hôm nay ta được xếp đặt để gặp các con để truyền đạt một điều quan trọng hãy từ bỏ nghề mổ lợn và tìm nghề khác mà làm con lợn chết sau khi nói xong mấy anh em buồn khóc thảm thiết và đem chôn con lợn này họ chia nhau tài sản của gia đình và mỗi người đi một đường người con trai đầu trở thành đại lý bán gạo người con trai thứ ba mở một cửa tiệm bán quần áo người con trai út vẫn còn rất bé người con gái thì theo chồng người con trai thứ hai vẫn tiếp tục làm nghề giết mổ lợn bất chấp lời cảnh cáo của cha mình một hôm anh ta dùng hết gia tài của mình mua một bầy lợn. Khi anh lùa bầy lợn qua một bờ đê, một cơn gió mạnh đột ngột tới làm thành bão cát bao phủ cả vùng trời. Gió rất mạnh và tràn khắp vùng làm anh ta không cách nào mở mắt ra được. Anh ta không còn chọn lựa nào khác đành phải ngồi xuống bờ đê và đợi hết gió. Cơn gió kéo dài 4 giờ đồng hồ. Khi anh ta mở mắt ra, không thấy còn con lợn nào cả. Anh ta đã mất sạch hết tiền. Anh ta cảm thấy hối hận và ngồi ở đó khóc và khóc đến khi đôi mắt bị mù. Câu chuyện thứ tư, ăn trộm phải trả nợ. Xưa có một người tên là Triệu Tam, đi ở cùng với mẹ cho nhà họ quách. Sau khi mẹ Triệu Tam qua đời hơn một năm, vào một buổi tối nọ, Triệu Tam có một giấc mộng thấy mẹ về nói với ông, ngày mai tuyết rơi lớn, bên dưới tường nhà sẽ có một con gà chết cóng vì lạnh, chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho con, nhưng con chớ có ăn. Ta đã từng trộm 300 đồng tiền của chủ nhân, Diêm vương này phán ta chuyển thành gà để trả nợ. Ta đã để đủ chứng trong đời này để trả hết số nợ, nên có thể đi được rồi. Hôm sau, quả đúng như lời nói trong giấc mộng, có một con gà mái chết cống dưới bức tường nhà. Chủ nhân thưởng cho triệu tam, nhưng triệu tam nhất quyết không ăn, mà khóc lóc mang gà mái đi chôn. Chủ nhân cảm thấy rất lạ, mới gặng hỏi. Không còn cách nào khác, triệu tam đành đem sự thật kể lại với chủ nhân. Câu chuyện thứ năm, nhờ bố thí giải được tội, thủ huồng tên thật Võ Hữu Hoàng, theo chuyện kể thì ông là người Châu Đại Phố, tức Cù Lao Phố, huyện Phước Chính, Phủ Phước Long, nước Đại Nam, nay là Biên Hòa, Việt Nam. Theo Đại Nam nhất thống chí, ông có tên Võ Hữu Hoàng, nhưng có nơi gọi là Thủ Huồng, Thủ Hoàng, Võ Thủ Hoàng. Khoảng năm 1755, ở Châu Đại Phố có một người tên là Võ Hữu Hoàng. Ông xuất thân làm thơ lại. Trong 20 năm làm việc trong nhà môn, ông đã thu được nhiều tiền của sau khi vợ mất sớm lại không con mà tiền bạc thì quá thừa thãi thủ huồng xin thôi việc về nhà thủ huồng rất yêu vợ cho nên khi nghe người mách rằng ở chợ mãnh ma quảng yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau ông quyết đi tìm vợ gặp nhau trong lúc trò chuyện thủ huồng ngỏ ý muốn xuống âm phủ chơi ở cõi âm ông tận mắt nhìn thấy những cực hình dành cho những kẻ phạm nhiều tội ác khi còn sống và ông cũng đã nhìn thấy một cái gông to mà cai ngục cho biết là để dành cho ông vì ông phạm tội ăn cắp. Khi trở lại cõi dương, thủ huồng sợ bị đọa vào địa ngục, liền đem toàn bộ tài sản dùng vào việc bố thí, xây dựng những công trình phúc lợi, đặc biệt là làm nhà để giúp dân nghèo tránh nước triều dân ở ngã ba sông. Sách gia định thành thông chí có ghi, thuở ấy, dân cư còn thừa thớt, ghe đỏ hẹp nhỏ, hành khách thổi cơm, đun trà rất khổ, vì vậy có người phú hộ ở Tổng Tân Tránh tên là Võ Thủ Hoàng Kết che lại làm bè trên tre lợp phòng ốc, sắm đủ bếp núc, gạo, củi và đồ ăn để dưới bè cho hành khách tùy ý dùng mà không bắt phải trả tiền. Sau đó khách buôn cũng kết bè nổi bán đồ ăn nhiều đến 20, 30 chiếc nhóm thành chợ trên sông, nên mới gọi xứ ấy là nhà bè. Sau này đường thủy, đường bộ lưu thông, dân cư đông đúc, người qua lại đều dùng ghe nhà nên đò dọc phải dẹp bỏ. Vì kỵ húy tên vua Hoàng Lịch, Càn Long, nhà Đại Thanh nên phải đọc trại đi là võ thủ huồng chiếc cầu thủ huồng giữa Tân Vạn và chợ đồn, Biên Hòa, tương truyền do võ thủ huồng xây dựng đến nay vẫn còn. Sau, thủ huồng được vợ đưa xuống coi âm lần nữa và thấy cây gông ngày cũ đã nhỏ lại rất nhiều. Từ đó, ông tiếp tục làm việc thiện, việc nghĩa cho đến khi mất. Khá lâu sau, có ông vua nhà Thanh, Trung Hoa, tên là Đạo Quang, 1782 đến 1850, lúc mới lên ngôi, 1820, có cho sứ sang Việt Nam hỏi lai lịch một người ở gia đình số là khi mới sinh, trong lòng bàn tay vua đã có mấy chữ đại nam, gia định, thủ hoàng. Khi rõ chuyện, nhà vua có gửi cúng chùa Trúc Thọ, chùa Thủ Huồng, ở biên hòa một bộ tượng Phật tam thế bằng gỗ trầm hương. Do việc này, mà có người bảo rằng, nhờ thành thật hối lỗi, Thủ Huồng chẳng những làm tiêu tan kia gông đang chờ ông ở cõi âm, mà còn được đi đầu thai làm vua ở Trung Hoa. Câu chuyện thứ sáu, tả dâm phải đền tội. Ngày xưa ở Động Đình có một người tên là Trần Sinh, nhà rất nghèo nên ông ta đưa vợ và em trai đến đất châu kinh làm ăn sinh sống ở đây khách buôn bán lui tới tấp nập trần sinh tính tình cởi mở hay chiều khách lại khéo mua bán nên chẳng bao lâu công việc buôn bán làm ăn phát đạt nhà rất giàu có rồi một ngày kia ông bị bệnh nằm liệt giường được vài hôm ông bỗng chối dậy gọi vợ cùng em đến bảo rằng ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ mắc tội chung nhau gian dâm với một thiếu phụ rồi giết người chồng kẻ cầm dao giết người chồng chính là tôi Nay vì tội gian dâm và giết người nên Minh Vương cho quỷ đến bắt, quan trái tất phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu. Nói xong, tự nhổ dầu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại lấy hai ngón tay tự móc mắt mình, ít phút sau tắt thở. Người vợ và em mấy ngày sau cũng chết. Câu chuyện thứ bảy, ngoại tình gánh nghiệp nặng. Hoàng Long là người Thái Bình. Cha anh ta là một người bạn tốt của một vị hòa thượng danh tiếng và tu luyện tốt ông cũng giỏi về thơ văn và xem thuật tướng. Trước đó, vị hòa thượng này đã xem thuật tướng cho Hoàng Lờ và bảo rằng anh ta có một tướng mạo làm giàu, sau này sẽ rất thành đạt trong đường đời của anh ta. Vào tuổi 20, Hoàng Long đã cưới một cô vợ sinh DEP. Vài năm sau, anh ta đã được bổ nhiệm làm việc như một viên chức chính phủ tại thủ đô nhưng vợ của anh ta thì ở quê nhà. Ít năm sau đó, Hoàng Long gặp lại vị hòa thượng ông rất đối ngạc nhiên về những gì mà ông ta đã nhìn thấy ở anh ta và ông nói. Cách đây nhiều năm, tôi đã thấy anh có một diện mạo làm giàu nhưng tại sao điều đó đã lại thay đổi. Chán của anh lúc đó đầy đặn nhưng bây giờ nó dường như đã sụp xuống. Cầm của anh đã rất tròn nhưng giờ đây nó lại rất nhọn. Ngoài ra, lại có khí đen xung quanh trung tâm của lòng bàn tay của anh. Điều này có nghĩa có tai họa đang chờ đợi anh. Anh cần phải cẩn thận. Thuật tướng của anh đã thay đổi rất nhiều. Tôi thắc mắc anh đã làm điều gì không đúng luân thường đạo lý hoàng long đã ngẫm nghĩ lại những hành vi của anh ta trong vài năm qua và chỉ một điều mà anh có thể nghĩ đến là việc ngoại tình của anh ta với nhiều phụ nữ khác trong thời gian anh ta làm việc ở thủ đô sau khi nghe điều này vị hòa thượng đã thở dài và nói ban đầu anh được duyên cơ có một cuộc đời tốt nhưng anh đã không quý nó và đã có hành vi dâm ô với những phụ nữ khác đó là một điều hổ thẹn mà anh đã hủy diệt chính sự may mắn của anh trong hành vi này không lâu sau đó hoàng long quả thật đã gánh tai nghiệp vào mình như vị hòa thượng đã được tiên đoán một hôm trong khi hoàng long đang tắm người cấp dưới của anh đã hại anh ta anh đã bị giết bởi một thanh kiếm bụng anh ta bị cắt đi và tất cả các nội tạng lọt ra ngoài câu chuyện thứ tám nói dối phải đền tội kinh vị tằng hữu thuyết nhân duyên có kể câu chuyện như sau có năm vị tỳ kheo giả làm người tu hành đắc đạo họ đến một vùng đất lạ cất một cái tròi cao che phướn lộng rồi một người lên ngồi nghiêm trang mắt lim dim còn bốn người kia đi vào làng kêu gọi mọi người đến xem có một vị tiên tu hành đắc đạo nếu ai đến lễ lạy cúng giường sẽ được nhiều phước báu cứ thế mà họ thay phiên nhau đi quảng cáo để được cúng giường kiếp sau đó vào thời đức phật còn tại thế có bốn người khiêng kiệu và một người bảo vệ kiệu của một vị hoàng hậu đến nghe phật thuyết pháp khi hoàng hậu đi nghe pháp thì cởi bỏ vòng vàng nữ trang để trong kiệu năm người phụ trách kiệu xe nằm ngủ kẻ ăn trộm đến ăn cắp tất cả nữ trang của Hoàng hậu. Quân lính cho cha khảo đánh đập tàn nhẫn. Hoàng hậu đến thỉnh ý Phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế. Đức Phật đáp rằng, năm ông đó kiếp trước là năm thầy tu giả mạo, còn bà là một tín nữ sùng đạo, hết lòng cung kính cúng dường họ. Bây giờ họ phải làm lính khiêng kiệu cho bà để đền nợ trước. Nghe xong, Hoàng hậu vô cùng kinh hãi, sợ mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiêng kiệu nữa. Nhưng họ khóc lóc, quỳ lạy, năn nỉ, Xin lệnh bà dù lòng thương xót, cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà. Chúng con hứa từ nay sẽ cẩn thận không bao giờ dám ngủ quên như thế. Hoàng hậu thỉnh ý Phật thì Đức Thế Tôn trả lời, nghiệp báo, họ trả nợ chưa dứt thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được. Câu chuyện thứ 9, lở lưỡi vì nói sai sự thật. Ngày xưa ở Trung Quốc có người tên là Vũ Quý Sang, hắn thích bẻ cong sự thật, chế nhạo, đùa bỡn những lỗi lầm và trêu chọc người khác. Khi Vũ Quý Sang gặp người xấu xí hắn cười anh ta. Khi gặp người đẹp trai, hắn nhạo anh ta. Khi gặp người trí thức, hắn nạt anh ta. Khi gặp người tinh danh, hắn cố tìm lỗi lầm và chỉ trích anh ta. Khi gặp người nghèo khổ, hắn coi thường anh ta. Khi gặp người giàu có, hắn vu khống anh ta. Khi gặp quan chức, hắn moi móc đời tư của vị này cho mọi người biết. Khi gặp một học giả, hắn loan truyền bí mật của người này. Khi gặp người hoang phí tiền bạc, hắn ca tụng anh ta là người rộng rãi. Khi gặp kẻ nham hiểm chuyên lừa lọc, giữ tợn, độc ác với mọi người hắn ca tụng gã này là cao cả khi gặp người nào nói về giáo lý của nhà phật hắn nhạo báng và gọi vị này là sư khi gặp người nào nói về lão giáo và tu đức hạnh hắn cười và gọi anh ta là đạo đức giả khi thấy ai nói lời tử tế hắn phê bình chỉ được lời nói hay khi gặp người làm việc thiện hắn chỉ trích thật là kỳ cục tại sao anh làm việc tốt này mà không làm việc tốt kia đi tới đâu hắn cũng bình luận và nói trái sự thật về sau Vũ Quý Sang bất ngờ bị lở lưỡi. Hắn luôn phải đâm vào lưỡi để máu chảy đầy miệng, làm như vậy mới bớt đau đớn. Hàng năm hắn bị đau từ năm đến bảy lần. Hắn quằn quại rên xiết cực độ khi muốn nói. Cuối cùng hắn chết vì lưỡi bị teo. Đó là nghiệp báo do nói sai sự thật. Câu chuyện thứ 10, lời dối trá tạo ra vận mệnh. Ở phủ Hà Giang có người tên là Phùng Thụ Nam, thông minh và viết văn hay nhưng anh ta đã lưu lạc ở Kinh Thành suốt hơn 10 năm trường mà vẫn không thành công. Mỗi khi gặp được cơ duyên thì cuối cùng luôn luôn bị tan vỡ. Khi anh ta nhờ người khác giúp, thì ngoài mặt họ bằng lòng nhưng thực tế là không hề quan tâm gì đến anh ta cả. Cuộc sống của anh ta rất khó khăn, trong lòng vô cùng thất vọng và buồn giàu. Có một lần, anh ta và miếu khẩn cầu thần linh gợi ý và hướng dẫn cho vận mệnh của mình. Đêm đó, anh ta mơ thấy một vị thần nói với mình, anh chớ oán giận đường đời gian khổ, Thực ra, vận mệnh cả đời anh đều là tự anh tạo thành cả. Oán hận có ích gì? Kiếp trước anh thích dùng lời dối trá để giành được tiếng thơm là một vị trưởng lão trung hậu. Thấy người khác gặp việc khó khăn, anh biết rõ việc đó không thể thành công, nhưng lại cực lực suối bảy người khác làm, khiến người ta cảm ơn anh đã tán thành và gợi ý cho họ. Thấy kẻ ác phạm pháp, biết rõ hành vi tội lỗi của người đó là không thể tha thứ được, anh lại nhiều lần biện bạch cho họ, làm cho người khác cảm kích anh. Anh làm như thế, khiến bao nhiêu những lời cảm ơn tốt đẹp đều dành cả cho anh còn bao nhiêu oán thù phẫn hận toàn quy kết hết cho người khác tâm anh hiểm ác như thế còn cần phải chỉ ra hay sao bởi vậy có thể thấy người khác đối với anh có vẻ như thân thiết thực ra là xa cách tưởng như quan tâm thực ra là lạnh nhạt thở ơ đó cũng là lẽ tất nhiên anh tự ngẫm lại xem như thế có xứng đáng hay không đối với một con người nếu người đó vô tình phạm vài lỗi lầm nào đó thì có thể dùng một việc thiện nào khác để bồi thường lại. Nhưng nếu một người dắp tâm làm điều sai trái, đó chính là vi phạm đạo đức, không thể tha thứ được. Nếu anh cố gắng làm việc tốt mới có thể được may mắn mà thôi. Phùng Thụ Nam nghe xong vô cùng hối hận, sau đó không lâu thì bệnh chết. Câu chuyện thứ 11, không nên coi thường nói đùa. Vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Vạn. Một hôm đi đánh nước lỗ, Nam Cung Sa Cơ thất thế bị giặc bắt. Cũng chính lúc ấy, nước Tống bị thiên tai, Lô Trang Công không nghĩ đến thủ xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tông Mẫn Công thấy thế cho sứ giả đến tạ ơn và xin tha cho Nam Cung trường vạn. Nam Cung được thả về nước, Tống Mẫn Công ra nói đùa, trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng nữa đâu. Thấy Nam Cung ngây ra, mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu kiều mục nói với Tống Mẫn Công, vương công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh nhờn hay dẫn đến sự phản nghịch tống mẫn công trả lời ta với nam cung trường vạn rất thân thiết khanh chớ có sợ một hôm tống mẫn công đánh cờ thắng nam cung trường vạn nên đắc ý nói đùa giỡn người là tên tù chẳng làm được việc gì làm sao đánh thắng được ta nam cung trường vạn tức giận đứng lên nói kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua nhưng có thể giết vua nói xong lấy bàn cờ đập vỡ đầu tống mẫn công chết ngay tại chỗ rồi làm loạn sự nói đùa dẫn đến nghiệp báo như thế. Câu chuyện thứ 12, nói ác khẩu bị đọa làm khỉ. Đây là câu chuyện Đức Phật dạy về việc ác khẩu và quả báo của nó. Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con sư chất nghe thế không chịu tin lại đi tìm một ông thầy tướng số khác cao tay ấn hơn nhiều kinh nghiệm hơn xin bốc quẻ lạ thay vị thầy tướng này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói linh như thần lại cũng làm cho sư chất thất vọng sư chất đi về mà lòng phiền muộn bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh thích ca mâu ni tự nghĩ đức phật là giáo chủ của trời và người là bậc nhất thiết trí không có gì là ngài không biết không có gì là ngài không hiểu tại sao ta lại không đến gặp ngài xin chỉ giáo Nghĩ đến đây ông bèn nhắm hướng kỳ viên tinh xá mà đi. Cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay bạch, bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, xin ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo, còn có chút ưu tư. Năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi, đó là do nhân duyên gì? Cúi xin Đức Phật khai thị. Đức Phật trả lời, không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức, chỉ có điều là khi nó vừa lớn nó sẽ xin xuất ra. Nghe tin này sư chất rất đối vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật, rồi thỉnh cầu, cầu xin Thế Tôn và Chư Tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng trùng tử vào ruộng phước của Như Lai. Đức Phật nhận lời rồi, sư chất hoan hỉ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau ông dẫn đầu gia nhân, chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon lành đẹp mắt nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời Pháp rồi dẫn đầu tăng chúng quay về tinh xá. Đi được nửa đường, đức phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi bỗng từ trên cây một con khỉ nhảy xuống xin mượn bình bát của đức phật nó ôm bình bát chạy đi thật xa rồi quay về trong bình bát chứa đầy mật ngọt nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên đức phật ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót không lâu sau nó đến ngày tận số đầu thai làm người sinh vào nhà của sư chất lúc nó sinh ra trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn, thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng sư chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng. Thời gian vùn vụt trôi mau như tên bắn, hơn 10 năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng này đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời, lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỉ không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý. Được cha mẹ hoan hỷ cho phép rồi, Mật Thắng đến kỳ viên tinh xá xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường. Ai nấy đều ao ước có một cái gì uống. Tỷ kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát về tới tinh xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo. Trong quá khứ tỳ kheo mật thắng đã tu được phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật. Đức Phật trả lời, các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường như lai và chúng tăng không. Nhờ bố thí với thiện tâm, chết rồi nó được sinh ra làm người và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được mật bất cứ lúc nào và ở đâu. Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp, bạch thế tôn, thế thì tiền kiếp mật thắng do nhân duyên gì mà bị đọa xuống làm khỉ? Lúc ấy xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, ngài nhìn họ một lúc rồi đáp, thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp trước, thời ca diếp Như Lai còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con khỉ vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ nhưng sau đó thầy ấy biết lỗi lầm của mình đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo nhờ thắng duyên ấy mà kiếp này mới được gặp phật và được phật độ chứng quả a la hán một cách mau chóng nghe đức phật giảng xong các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ vì thế không còn ai dám ác khẩu ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói câu chuyện thứ mười ba nói lời bịa đặt gây nghiệp ác ngày xưa có một ông trưởng giả rất giàu có tiền muôn bạc triệu tài sản dùng suốt đời không hết lại có người vợ vừa xinh đẹp vừa hiền đức nên đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc hơn nhưng niềm vui của ông ngắn ngủi ông lập gia đình một thời gian lâu mới sinh được một đứa con trai ngày đứa bé ra đời ông vui mừng khôn kể xiết nhưng bất hạnh thay đứa con ông chỉ mới khóc oe oe chào đời đã vương bệnh nặng theo lời thầy thuốc trần bệnh thì đó là những mụn nhọt độc hại mọc trên da đứa bé khiến nó khóc cả ngày. Thế nhưng danh y nào mời đến cũng đều lắc đầu chịu thua. Tội nghiệp đứa bé, rất nhiều thầy thuốc đã bó tay rồi, mà nó vẫn cứ đêm ngày khóc la vì đau đớn. Cuộc sống thật là khổ sở. Tiếng khóc gào riêng gì của nó làm náo động tới bà con làng xóm, nên người ta đặt tên cho nó là thằng khóc gào. Gần nhà cậu có một ông hàng xóm già, nghe tiếng rên la đau đớn của khóc gào, trong lòng thấy bất nhẫn, bèn tìm đến nhà cậu thăm hỏi và nói với cậu rằng, tôi nghe rất nhiều người về khen ngợi tán thán rằng tại tinh xá kỳ viên có một vị đại y vương, bệnh trên thân hoặc bệnh trong tâm của chúng ta ngài đều có thể chữa trị được hết. Ngài có phương tiện thần thông nhiệm màu, bệnh của cậu có trầm trọng đến đâu cũng sẽ tức khắc lành, cậu nên mau mau tìm đến ngài cầu xin chữa bệnh. Khóc gạo nghe nói thế, vui mừng vô kể, vội mang tấm thân bệnh hoạn tìm đến tịnh xá kỳ viên xin được gặp Đức Phật. Khi khóc gạo nhìn thấy 32 tướng tốt, mươi vẻ đẹp trên thân uy nghi sáng chói của Phật, cậu hân hoan tán tháng ngay. Những đau đớn khổ não của cậu giảm thiểu đi rất nhiều, lập tức dèo cả năm vóc xuống đất lễ bái Đức Phật. Đức Phật tử bi chưa từng bỏ rơi bất cứ chúng sinh bệnh khổ nào, nên khi thấy khóc gào tới, Ngài rất hoan hỉ, bèn tuyên thuyết cho cậu những pháp môn thủ thắng có năng lực diệt trừ tất cả mọi khổ não. Khóc gào nghe Đức Phật thuyết pháp xong bèn sám hối tội lỗi. Lúc ấy nhọt độc đã hành hạ cậu trên 10 năm qua lập tức tan biến bệnh khổ của cậu hoàn toàn được tiêu trừ, nên tâm cậu sinh khởi niềm cung kính hoan hỷ chân thành. Cậu bèn cầu xin Đức Phật cho phép cậu được xuất gia làm tỳ kheo. Cậu tu hành tinh tiến, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Các vị tỳ kheo khác thấy tình cảnh của khóc gạo như thế, thấy đó là điều rất hì hữu. Bèn thỉnh thế tôn nói về nhân duyên khiến cho cậu phải chịu quả báo lúc trước. Đức Phật giảng cho các đệ tử nghe rằng, vô lượng kiếp về trước, ở thành Ba-la-nạ có hai vị phú ông nọ, bình thường hai người đã không ưa nhau và đố ca ị nhau nên một trong hai người đem rất nhiều vàng bạc châu báu lên dâng tặng nhà vua khi nhà vua nhận những vật cống hiến của ông này rồi thì rất quý trọng ông vì thế khi ông này diềm xiềm ông kia trước mặt nhà vua rằng người ấy vô cùng hiểm ác thường dùng mưu độc ám hại tôi xin đại vương hãy nghiêm trị người ác để bảo vệ dân lành thì nhà vua vốn đã nhận vật cống hiến nên không còn sáng suốt nhận định nhất nhất tin lời ông này và ra lệnh bắt giam không đếm xỉa tới những lời biện hộ của người kia còn đem ra tra tấn tàn khốc người này phải chịu tất cả những hình phạt đau đớn nhất thương tích đầy thân như vẩy cá phải nhờ gia đình xuất tiền chuộc tội mới được thả về nhà về tới nhà ông suy nghĩ không ngừng thấy rằng con người vì có thân cho nên mới có khổ mới bị lắm tai nhiều họa mình và người kia không hề có oán thù chi mà họ lại có thể hại mình đến mức thân tàn ma dại như thế này không lâu sau ông bỏ gia đình vào núi tu hành và thành bích chi phật vị bích chi Phật phát tâm đại tử bi, sợ rằng người kia kiếp sau sẽ chịu quả báo đau khổ nên tới nhà người ấy thị hiện đủ loại thần thông, khiến người kia thấy những biến hóa bất khả tư nghỉ như thế, sinh tâm kính ngưỡng. Lập tức thỉnh Bích Chi Phật lên tòa ngồi và chuẩn bị đủ loại thực phẩm đặc biệt để cúng dường và sám hối tội cũ của mình đối với Ngài. Đức Phật nói đến đây, ngừng một lúc rồi nói tiếp, các ông phải biết, người sàn tấu với vua chính là tỳ kheo khóc gạo đã chịu khổ trong kiếp này. Sau, nhờ ân huệ của Bích Chi Phật, sám hối tội lỗi cũ, và nhờ công đức thành kính quy y tam bảo nên ngày nay được như lai cứu độ, màu đắc quả thánh. Đừng nghĩ rằng những lời sàm tấu nói ra mà không ai biết. Nghiệp tội không trốn được, giấu trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng đã phạm tội như thế rồi mà biết sám hối thì có thể được cứu độ. Câu chuyện thứ 14, Gián độc Trong chư kinh yếu ta có ghi một chuyện như sau, luận đại trang nghiêm ghi, ta từng nghe, có lần đức phật và a nan đi qua một cách đồng hoang ở nước xá vệ thấy bên bờ ruộng có một khối vàng đức phật bảo a nan đó là rắn độc a nan bạch phật bạch đức thế tôn đúng là rắn độc bấy giờ có một người đang cày ruộng nghe đức phật và a nan nói có rắn độc liền nghĩ ta đến xem thế nào mà sa môn nói là rắn độc ông ta liền đến xem thì thấy một khối vàng ròng liền nghĩ sa môn nói rắn độc nhưng đây chính là vàng ròng vì lòng tham ông liền gom lấy tất cả số vàng kia mang về nhà người này trước kia rất nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nhưng từ khi nhặt được vàng thì trở nên giàu có ăn mặc dư giả vua và các quan rất kinh ngạc về sự giàu có của ông bèn đến tra xét và bắt giam vào ngục cho dù ông ta giao nộp tất cả số vàng lấy được lúc trước nhưng vẫn không khỏi tội khi sắp bị xử chém ông ta thốt lên rắn độc an nan rắn độc thế tôn người đứng bên cạnh nghe nói như thế, liền tâu lên vua, vua liền cho gọi ông ta đến hỏi, tại sao người nói rắn độc, A Nan, rắn độc, Thế Tôn, ông ta tâu, ngày trước, thần đang cày ruộng thì nghe Đức Phật và A Nan gọi vàng là rắn độc, nay thần mới hiểu. Vua nghe nói thế liền thả cho ông ta về. Câu chuyện thứ 15, phải trả nghiệp do tham lam. Trong một lần Đức Phật đang thuyết pháp, có một ông già bần cùng mà thọ đến 200 tuổi, lông mày dài đẹp hai lỗ tai rộng lớn, răng trắng và đều đặn, hai tay dài quá gối, dung mạo tựa như người có phước tướng nhưng chịu phải cảnh nghèo khổ, quần áo không đủ để che thân, rách nát lõa lồ, lại thường bị cảnh đói khát, kéo lê từng bước, vừa đi vừa thở một cách mỏi mệt. Đã trải qua 10 năm, ông nghe có Phật tại thế, trong lòng rất vui mừng, ngày đêm luôn luôn phát nguyện được gặp Phật. Ông chống gậy lần hồi tìm đến, cầu mong được yết kiến ngài. Chẳng may vừa đến ngõ tịnh xá, ông lại gặp phải các vị phạm thiên, đế thích chặn lại không cho vào. bất ức, ông già mới kêu than. Ở trong, Phật đã biết việc gì đang xảy ra giữa ông già và phạm thiên đế thích ở ngoài ngõ tịnh xá. Phật mới quay sang bảo a nan hãy ra cho ông ấy vào. Bấy giờ, ông già lòm còm đi vào, vừa trông thấy Phật, ông rưng rưng hai hàng nước mắt, vừa mừng vừa khóc, cúi đầu sụp lạy Đức Phật, rồi quỳ thẳng, chắp tay sụt sùi kính bạch, con sinh ra đời bất hạnh, chịu cảnh bần cùng khốn khổ, đói khát lạnh lẽo. Cầu chết không được, sống thì không biết nhờ cậy ai. Còn nghe Thế Tôn là một bậc nhân từ yêu thương che chở khắp tất cả. Muôn vật đều được nhờ ân đức của Thế Tôn. Tâm con vui sướng, đêm ngày phát nguyện, mong được một phen chiêm ngưỡng tôn nhan từ 10 năm qua, nay mới được kết quả như nguyện. Phật dạy, phàm làm người ở cõi đời, sinh tử đều do nhân duyên. Do nhiều nhân duyên tạo ra gốc rễ tội lỗi, ta sẽ nói cho ông rõ nguồn gốc của tội lỗi mà ngày nay ông đã gánh chịu đời trước ông sinh vào nhà Minh Huệ Vương là một ông vua cai trị một đại cường quốc. Khi đó ông là thái tử kiêu quý, trên được phụ vương và mẫu hậu quý trọng, dưới được thần dân kính phụ. Vì thế nên ông hết sức kiêu căng, tự cao, tự đại, tâm ý buông lung, khinh ngạo mọi người, xem thường tất cả. Giàu có cự phú, tài sản muôn ức đều là chiếm đoạt của dân, trăm họ nghèo cùng bởi vì thuế khóa thu hết. Ông chỉ biết gom góp, chứ không biết bố thí, Bấy giờ có một vị sa môn tên là tịnh trí từ xứ xa đi đến. Vì thiếu một cái pháp y, nên tìm đến ông, mong ông bố thí một cái mặt thôi, chứ không mong cầu gì nhiều. Nhưng ông tuyệt nhiên không cho, lại còn đối xử một cách quá tệ ác, đã không cho pháp y, lại cũng không cho ăn. Ông bắt vị sa môn vô tội ngồi mãi trước nhà, muốn đi ông vẫn không cho. Qua bảy ngày đêm không thí cho một hớp nước, thân thể đã ngất xỉu, hơi thở thoi thóp, tánh mạng sắp nguy kịch, coi đó như một trò vui cho tập trung nhiều người đến xem, ông lấy làm vui thích lắm. Lúc ấy có vị cận thần khuyên can ông rằng, thái tử chớ nên làm như vậy. Đây là một sa môn hiền tử, khiêm tốn, bên trong mang cả tinh thần đạo đức, sự lạnh lẽo bên ngoài, đối với con người ấy không có gì đáng gọi là lạnh lẽo và sự đói khát cũng không đáng là đói khát. Sở dĩ đến đây xin là muốn gây phước đức cho kẻ khác thế thôi, thái tử đã không bố thí cho thì thôi, đừng nên gây cùng bức cho người ta. Tốt hơn là thái tử trả tự do cho vị sa môn này đi, đừng nên gây thêm điều gì tội lỗi." Thái tử đáp rằng, "Đây là người gì mà giả sưng là đạo đức? Ta cho chịu khốn khổ thử chơi, chứ ai để cho chết làm gì?" "Khanh đừng lo, thôi khanh thả cho ông đi." Nói xong liền cho thả vị sa môn đi ra khỏi thành. Vị sa môn đi cách thành khoảng 10 dặm, lại gặp phải bọn giặc cướp bị đói lâu ngày muốn bắt vị sa môn giết ăn thịt. Tình cờ có thái tử đi đến, thấy sự kiện như thế, tự nhủ rằng Ta đã không cho cơm áo vị Sa môn ấy thì thôi, chứ đâu lại nỡ để cho bọn giặc đói giết hại, ta phải cứu người. Bọn giặc đói thấy Thái tử can thiệp nên cả bọn đều sụp lạy xin tha tội và thả vị Sa môn đi. Vị Sa môn lúc đó này là Bồ Tát Di Lặc đây, Thái tử kiêu quý lúc đó nay là ông đây. Sở dĩ nay ông chịu phải tội bần cùng khốn khổ là do đời trước tham lam bọn sẻn. Lý do này ông được trường thọ là bởi cứu mạng sống vị Sa môn, tội phước báo ứng như bóng theo hình ông già bạch Phật, việc quá khứ đã rõ ràng như vậy. Con xin nguyện được rũ sạch từ đây mà nguyện đem mạng sống thừa này được làm sa môn, về sau đời đời được hầu bên Phật. Câu chuyện thứ 16, Oan Oan Tương Báo thuở xưa vào thời tránh Pháp của Đức Phật Thích Ca, có một vị trưởng giả giàu có. Vị này có hai người vợ, người vợ lớn không con, người vợ nhỏ sinh được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, cả gia đình nhờ thế mà vui vẻ. Khi ấy người vợ lớn sinh lòng sân hận, đố kỵ, luôn tìm cách để hại đứa bé con người vợ nhỏ nhưng bên ngoài bà tỏ ra hết lòng thương yêu chiều chuộng không một chút ganh tị nào một hôm người vợ nhỏ đi vắng người vợ lớn lén lấy cái kim ghim vào đỉnh đầu đứa bé đứa bé từ ấy phát bệnh la khóc suốt ngày bỏ ăn bỏ uống thân hình tiều tụy qua bảy hôm thì chết trong nhà ai cũng sầu khổ người vợ lớn cũng tỏ ra đau đớn tiếc thương còn người vợ nhỏ thì vật mình xuống đất khóc than thảm thiết suốt cả ngày đêm nhưng cả nhà chẳng ai biết được vì sao đứa bé ấy chết. Về sau bà vợ nhỏ biết được do lòng ganh tị của người vợ lớn và chính bà ấy giết. Bà vợ nhỏ lập tâm báo thù. Bà đến chùa hỏi các thầy tỳ kheo, bạch đại đức, muốn tọa nguyện lòng mong cầu, phải làm công đức gì? Các thầy tỳ kheo đáp, muốn tọa nguyện lòng mong cầu thì phải thọ chỉ bát quan trai giới, điều cầu xin sẽ được như ý. Nghe xong, bà xin thọ bát quan trai giới. Sau đó 7 ngày bà chết đầu thai làm con gái bà vợ lớn, thân tướng đẹp đẽ, bà vợ lớn thương yêu, quý trọng hơn vàng, nhưng oan nghiệt thay, đứa bé ấy chỉ sống được một năm rồi chết khiến cho người mẹ khổ sở đau đớn khôn cùng, khóc lóc thảm thương, bỏ ăn quên ngủ. Oan oan tương báo như thế đến bảy lần, bà vợ lớn đoán biết đây là sự báo oán của người vợ nhỏ. Cho đến lần cuối cùng, bà vợ lớn sinh được một bé gái lại càng đẹp đẽ, thân thể đoan trang hơn mấy lần trước, nhưng lần này đứa bé sống được 14 tuổi, sắp có gia đình, một hôm đang đêm nàng bước ra khỏi cửa liền ngã lăn ra chết bà mẹ khóc lóc kêu gào la hét suốt ngày lòng thương con cùng cực khiến bà phát cuồng không còn biết gì nữa bà để xác con giữa nhà chẳng chịu liệm càng nhìn xác con càng thấy đẹp lạ thường một buổi sáng nọ các thầy tỳ kheo thiền định dùng từ tâm quán khắp tâm chúng sinh thấy người đàn bà ấy bị một chuỗi oan nghiệt nối dài và nay chính là lúc nhờ sự đau khổ cùng tột có thể làm tâm bà bừng sáng sau khi dùng từ tâm quán sát, thầy tỳ kheo liền khoác y ôm bát, đến nhà bà vợ lớn khất thực, đến nơi trước nhà vắng vẻ, bên trong nghe tiếng khóc than quằn quại, thầy dung tích trưởng, hồi lâu có kẻ đầy tớ mang cơm ra cúng, bạch ngài, bà chủ con bận việc không thể ra, xin ngài từ bi nạp thọ. Thầy sa môn im lặng, không mở bát ra mà nói, ta muốn gặp thí chủ. Người đầy tớ trở vào thư cùng bà vợ lớn rằng thầy sa môn muốn gặp bà. Bà chủ nói, ta có chuyện buồn khổ, chỉ muốn chết thôi ta không muốn gặp ai cả mày hãy mang cơm ra cúng giường thầy sa môn ấy và xin ngài hãy đi đi nhưng khi người giúp việc mang cơm ra ngài cũng không nhận và nói như trước bà vợ lớn tự nghĩ ta đang lúc khổ sở mà vị sa môn này chẳng hiểu được tâm ta sai người đem cúng giường mà chẳng nhận quyết muốn gặp ta không biết ngài muốn gì khi bà bước ra thầy sa môn vừa trông thấy liền hỏi này thí chủ vì sao bà có vẻ sầu khổ đầu tốc rối bù mặt mày hốc hác tiểu tụy đến thế. Bạch ngài, từ ngày tôi có gia đình đến nay, sinh bảy đứa con gái đứa nào cũng đẹp đẽ dễ thương, nhưng khi đến một hoặc hai ba tuổi thì chết, duy chỉ có đứa con này đến mười bốn tuổi. Đêm hôm vừa bước ra khỏi nhà liền té xuống đất chết ngay. Tôi quá khổ sở, chỉ có muốn chết nữa mà thôi. Nói xong bà khóc nức nở. Thầy Sa Môn bảo, hãy rửa mặt, chảy đầu rồi ta sẽ nói cho bà nghe. Nhưng bà ta vẫn khóc. Thầy Sa Môn nói, này bà, người vợ nhỏ của ông chủ nhà này vì sao chết bà vợ lớn nghe nói trong lòng bối rối sợ hãi tự nghĩ sao vị sa môn này lại biết được việc nhà ta thầy sa môn nói người vợ nhỏ của nhà này sinh được một đứa con trai vì sao đứa con ấy lại chết đi bà vợ lớn nghe nói trong lòng càng sợ hãi run rẩy chẳng nói nên lời này bà do bà giết đứa bé ấy nên người mẹ của nó đau khổ rồi chết theo vì oan oan tương báo người mẹ của đứa bé quyết báo thù nên bảy lần sinh làm con của bà rồi lại chết để bà phải đau khổ mà chết theo như bà đã gây ra cho người vợ nhỏ giờ đây đứa con bà vừa mới chết bà hãy xa ra thì sẽ biết đứa con ấy thế nào nghe vị sa môn nói bà quay lại thì toàn thân đứa con ấy tan rã hồi thối vô cùng trong lòng cảm thấy hổ thẹn khủng khiếp bà cúi đầu đảnh lễ vị sa môn cầu xin cứu độ ngày mai bà hãy đến chùa ta sẽ làm lễ quy y cho ngay khi ấy xác đứa con gái liền biến thành rắn độc biết được bà vợ lớn sẽ đi thọ giới nên rắn nằm ngang chặn giữa đường thầy sa môn nói với rắn oan nghiệt đã trải qua mấy đời người vợ lớn chỉ giết có một người con của nhà ngươi tại sao nhà ngươi lại làm khổ người ta đến bảy lần tội nhà ngươi rất lớn hôm nay lại muốn cản đường không cho người ta đi quy y tam bảo nữa tội này đời đời sẽ đọa vào địa ngục hiện tại nhà ngươi chỉ là thân rắn đâu được thân người rắn nghe nói liền nhớ lại kiếp trước đau đớn trong lòng vặn mình uốn khúc đập đầu xuống đất hướng về vị sa môn mà sám hối. Vị sa môn nói, hai người đời trước đã tạo oan nghiệt gây khó cho nhau. Vậy kể từ nay tội lỗi mỗi người sẽ được chấm dứt, đời đời không được có ý niệm giết hại nhau nữa. Cả hai đều ăn năn, rắn độc nhờ sức chú nguyện của vị sa môn liền được thác sinh làm thân người. Câu chuyện thứ 17, niệm khởi nghiệp thành, quả báo khác biệt. Người xưa nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết. Thiện ác nếu không báo, trời đất ắt có tư tâm, câu nói này để cảnh tỉnh chúng ta rằng thiện ác hữu báo như hình với bóng thực ra thiện ác của con người không chỉ nhìn hành động nghe lời nói cho dù ở giữa niệm khởi niệm diệt thì thiện ác quả báo cũng phân biệt trắng đen rõ ràng phân minh rồi con người trong mê tâm sinh một niệm si vọng xem ra như là không có gì đáng kể thực tế quả báo đã hình thành người niệm nhẹ mà đức lớn thì dùng thân lãnh chịu để tỏ rõ không thể giấu thần linh từng ly từng tí cũng phải hoàn trả người niệm nặng mà đức mỏng thì tiền đồ hủy hoại hết để hiển thị lẽ trời không nương tình quả báo không sai lệch trong cuốn đức dục cổ giám của sử ngọc hàm đời thanh có ghi lại vài câu chuyện như vậy trưởng châu có một thư sinh đến nhà bạn làm thơ phú viết bài có tiêu đề trí giả nhạo thủy bậc trí giả yêu thích nước tự thấy văn vẻ nổi bật các bạn cũng ca ngợi không ngớt đêm xuống rượu say trở về nhà trong lòng anh ta vọng tưởng nếu mình khoa cử đỗ đạt thì sẽ lấy cô bé a canh nhà hàng xóm làm thiếp mình sẽ làm một gian phòng cho A Canh, mua cho cô y phục trang sức hoa lệ kiểu Diễm. Chăn chọc suy nghĩ viển vông, đến canh ba vẫn không tài nào ngủ được. Anh thư sinh lấy lá trà nhai nát trong miệng ra nhổ lên mặt vợ, nửa đùa nửa mắng rằng: Hoạn thư, hoạn thư. Có một người địa phương chuyên giúp người khác sao chép thư tịch. Đêm đó nguyên thần được thần thổ địa đem đi viết sổ sách, thấy sổ sách có viết tên người thư sinh kia, trên có bút đỏ phê rằng: suy nghĩ tùy theo vọng tưởng nhưng cảnh thực sự là do người. Vì hắn vọng tưởng nên vào ngày 17 tháng riêng chịu quả báo đói rét một ngày ở trạm dịch Tùng Lăng. Người sao chép tỉnh dậy bèn viết những điều mình thấy lên trên tường. Hôm sau người sao chép thư tịch đến nhà thư sinh bái kiến. Lúc đó thư sinh đang thử y phục, chỉnh giày, chuẩn bị đến nhà ngoại theo lời mời đi du lịch cảnh núi Mai Tây. Trong chuyến đi này, thuyền chở thư sinh đi qua cầu Tân Kiều thì đâm vào thuyền của sứ giả Tuần Giang. Tất cả người trên thuyền đều bị bắt anh thư sinh do có thân phận thư sinh nên không bị trói nhưng bị giữ ở đầu thuyền những người cùng đi với thư sinh bị dẫn đến dịch quán ngô gian rồi mới được phóng thích thư sinh bị đói rét suýt nữa thì chết lại có một chuyện người trẻ tuổi họ lý quê ở phúc kiến người này vốn tinh thông thi thư giỏi viết văn khi tham gia thi khoa cử trên đường đi qua một quán trọ ở cử châu bèn vào tá túc đối với học trò lý chủ quán nói năng rất thân thiện tiếp đái đặc biệt nhiệt tình học trò lý bèn tìm chủ quán hỏi nguyên do chủ quán nói đêm qua tôi mộng gặp thần nói với tôi rằng ngày mai có một tú tài họ lý anh ta sẽ đỗ đầu khoa thi cử cần đối xử tốt với anh ta học trò lý nghe vậy trong lòng rất vui sướng đêm về suy nghĩ khoa cử đỗ đạt sẽ làm quan như thế nào khi nghĩ đến người vợ ở nhà trong tâm sinh ra một niệm vợ là khi mình lấy lúc nghèo khổ sau khi mình làm quan thì quả không xứng làm phu nhân của mình nên bỏ vợ rồi cưới người khác hôm sau học trò lý rời quán trọ lên đường cho kịp kỳ thi đêm hôm đó chủ quán lại mộng gặp thần nói người học trò trẻ này tâm địa bất thiện chưa thi đỗ chưa có công danh mà đã nghĩ vứt bỏ người vợ kết tóc rồi lần này thi sẽ bị trượt sau đó học trò lý quả nhiên thi trượt bờ phở trở về anh lại đến tá túc ở quán trọ lần trước chủ quán lại đem chuyện mộng gặp thần kể với học trò lý học trò lý nghe xong thất sắc xấu hổ hận bản thân mà rời đi trên đây là chuyện ác báo xảy đến do tâm bất chính ngược lại nếu trong thời khắc then chốt mà trong tâm sinh thiện niệm nhẹ thì tiêu trừ khổ nạn hợp với đức hiếu sinh của thần phật tốt hơn nữa thì xoay chuyển vận mệnh là sáng tỏ cái lý họa phúc do con người triều thanh có một hòa thượng tu hành trong đền quan đế hòa thượng tâm địa thuần tịnh tu luyện tinh tấn bấy giờ ở địa phương có nạn cướp hoành hành một buổi tối hòa thượng mộng thấy một vị thần nói với ông rằng ngày mai là ngày chết của con có một tên cướp cưỡi ngựa trắng đến, tên gọi là Chu Nhị. Anh ta với con trong đời quá khứ có oán chưa trả, do đó lần trốn là không có tác dụng. Trong mộng, hòa thượng cầu khẩn, xin thần tiên niệm tình con đời này thường tu hành việc thiện, xin cứu giúp con. Thần nói, ta không thể cứu được, muốn cứu thì chỉ có bản thân mình. Hôm sau quả nhiên có tên cướp tiến vào trong núi, hắn cưỡi ngựa cũng đúng là con ngựa trắng, tên cướp túm lấy hòa thượng rồi truy vấn nơi tiền tài và phụ nữ ẩn náu đồng thời uy hiếp bắt ông phải dẫn đường cho hắn hòa thượng trong tâm tự nghĩ rằng hôm nay là ngày hết mệnh của ta nếu lại giúp tên cướp cướp bóc của cải hãm hiếp phụ nữ thế thì tội càng nặng thêm vì vậy hòa thượng nói lớn với tên cướp rằng ta không làm dẫn đường cho ông ông chẳng phải chu nhị đó sao ta vì oán sư đáng bị ông giết ông chỉ giết ta là được rồi tên cướp kinh ngạc thất sắc nói sao ông lại biết tên ta hòa thượng kể chuyện mộng gặp thần cho hắn nghe tên cướp liền vứt gậy đi vừa than vừa nói oan oan tương báo đến bao giờ mới hết thần nói không cứu ông điều thực sự cứu ông chính là ông đã không làm dẫn đường cho tôi tôi với ông bây giờ giải trừ tất cả những ân oán trong lịch sử thế thì còn có gì không thể nữa đây thế là tên cướp quỳ xuống lễ bái sau đó xuống núi ra đi người phương đông có câu người ta sinh ra một thiện niệm tuy chưa biến thành việc thiện nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi Thiện niệm là phương thuốc màu nhiệm làm chấn động lương tâm con người, có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi hận thù. Những câu chuyện nhân quả được ghi chép lại qua các thế hệ đã chứng thực điều đó. Câu chuyện thứ 18, giúp người rốt cuộc được người cứu giúp. Kinh dịch viết, thiện không tích, không đủ để thành danh. Ác không tích, không đủ để diệt thân. Kỳ thực, con người sống trên đời chẳng phải đều như vậy cả sao? Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện bởi vì làm việc ác mà cuối cùng bị ác báo làm điều thiện mà gặp được thiện báo. Trong hình thế ngôn của Lục Nhân Long viết vào cuối chiều nhà Minh có ghi lại câu chuyện nhân quả của một vị quan tên là Lý Thời Miễn như vậy. Vào thời nhà Minh, Lý Thời Miễn giữ chức quan Hàn Lâm. Một hôm ông đang trên đường đi xem hội hoa đăng vào đêm rằm tháng riêng thì nhặt được một chiếc châm cài tóc bằng vàng. Ngày hôm sau ông dán chiêu lệnh lên trước cửa nhà mình. Không lâu sau có một người phụ nữ đến nhà của Lý Thời Miễn và nói với ông rằng, chồng của tôi là thiên hộ của cẩm y vệ. Mấy hôm trước ông ấy đã đi công vụ. Đêm qua tôi đi xem hội hoa đăng đã vô tình đánh rơi chiếc châm cài tóc bằng vàng. Tôi còn một chiếc khác giống như vậy để làm chứng. Sau khi kiểm tra, Lý Thời miễn trả lại chiếc châm cài tóc cho người phụ nữ. Chẳng bao lâu sau vị quan thiên hộ kia đi công vụ về, ông ta đã mang theo nhiều quả đến để cảm ơn Lý Thời miễn nhưng Lý Thời miễn đều từ chối. Vị quan thiên hộ nói, nếu như ngài không nhận thì tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ở đây có chút thuốc tên là huyết kiệt, loại thuốc này tôi mua ở ngoại quốc, là thứ hiếm có trên đời, vậy nên hy vọng ngài hãy nhận lấy nó. Lý Thời Miễn đành nhận vị thuốc huyết kiệt này. Vài năm sau, Lý Thời Miễn đảm nhiệm chức quan ngự sử, giữ việc can gián hoàng đế. Một lần trên triều ông đã thẳng thắn can ngăn làm minh nhân tông nổi giận. Hoàng đế lệnh cho quân sĩ dùng chiếc chùy nặng 9 cân đánh ông bán sống bán chết, gãy cả xương sườn, sau đó đẩy vào nhà tù nơi cầm y vệ cai quản trong ngục lý thời miễn gặp lại vị quan thiên hộ đang làm chức vụ cai ngục tại đây vị quan thiên hộ kinh ngạc nói lý tiên sinh thánh chỉ đâu có nói bắt ông phải chết ở nơi này đâu vì thế vị quan thiên hộ đã bí mật gọi thầy thuốc tới xem tình trạng của lý thời miễn vị thầy thuốc sau khi xem xong nói rằng tình trạng có thể chữa được nhưng cần phải dùng đến một loại thuốc tên là huyết kiệt mà đây lại là thứ rất khó kiếm được vị quan thiên hộ nói vừa may ở nhà lý tiên sinh lại có thuốc huyết kiệt này Nói rồi, ông nhanh chóng với người đến gặp phu nhân của Lý Thời Miễn và lấy được thuốc huyết kiệt. Nhờ được chữa trị kịp thời, Lý Thời Miễn bảo toàn được tính mạng. Không lâu sau, hoàng đế Minh Tuyên tông lên ngôi, đã khôi phục lại chức quan cho Lý Thời Miễn. Câu chuyện thứ 19: Vô ý giết người cả nhà liên lụy, con trai đầu thai đòi nợ. Chúng ta vẫn thường nghe mọi người truyền tai nhau, có nợ thì phải hoàn trả, nếu đó là nợ máu thì có thể gặp quả báo rất nặng nề nội dung bài viết này chúng tôi xin trích dẫn hai câu chuyện về nhân quả báo ứng của con người khi hành ác một vô ý sát nhân họa lây cho cả gia đình người xưa hay giảng về hành thiện tích đức giúp đỡ người khác trong hoạn nạn nhưng xét ở mặt đối lập lại có người ỷ có quyền hành trong tay mà lạm dụng chức quyền để làm chuyện đại nghịch bất đạo chẳng những chịu hậu quả thảm khốc mà còn vạ lây cho cả gia đình vào thời triều đại nhà thanh ở huyện an đông có một người đàn ông tên là đinh giáp anh ta có một con lừa dùng để làm phương tiện di chuyển và hàng ngày làm thuê làm mướn cho một ngôi chùa tại huyện Bảo Ứng. Một ngày nọ, một người đồng hương là Trang Mỗ đi đến Bảo Ứng và nói với Đinh Giáp rằng mẹ của Đinh Huynh đang lâm bệnh nặng. Nếu Huynh có nhắn nhủ gì, hãy viết thư và ta sẽ gửi đến tận tay gia đình. Ta mong là Huynh sẽ kịp về thăm mẹ, càng nhanh càng tốt. Đinh Giáp nghe mẹ bệnh liền mau chóng leo lưng lửa và cùng người họ Trang kia quy hương. Trên đường, Trang Mỗ nói với Đinh Giáp: "Đinh huynh đệ, ta lội bộ đường xa rất mệt, không thể tiếp tục đi nữa. Huynh có thể cho ta cưỡi lừa một quãng không?" Đinh Giáp đồng ý, Trang Mỗ leo lên lưng lừa và quất vào mông nó hai phát. Con lừa trong phút chốc đưa Trang Mỗ phóng đi, khuất xa khỏi tầm mắt của Đinh Giáp. Đinh Giáp liền vội vã đi bộ về nhà, nhìn thấy mẫu thân vẫn khỏe mạnh, anh cứ nghĩ bà đã khỏi bệnh, nhưng thực chất bà không ốm đau gì cả, còn Trang Mỗ và con lừa thì biến mất. Đình giáp quyết định đợi thêm vài ngày nhưng trang mỗ vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện lúc này anh mới tin rằng mình đã bị lừa lo lắng rằng trang mỗ sẽ quay lại chùa để tiếp tục lừa gạt người khác đinh giáp vội vã từ biệt gia đình và nhanh chóng quay lại huyện bảo ứng trên đường đinh giáp giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh hy vọng có thể gặp được trang mỗ và thật bất ngờ đinh giáp bắt gặp hắn ta đang cưỡi một con lửa nhưng con lửa này không phải của anh đinh giáp nhanh chóng chạy đến hỏi này, con lừa của ta đâu? Trang mỗ đáp, ta đã đổi nó cho người khác rồi. Đinh giáp sừng sốt, lừa của ta đang rất khỏe mạnh, còn con này thì giả nua ốm yếu. Người làm sao vậy? Sao lại đổi lừa của ta kia chứ? Trang mỗ cười mà rằng, vì chủ nhân con lừa này cho ta thêm ít ngân lượng ở trong túi này đây. Đinh giáp tỏ ra không đồng ý như vậy, Trang mỗ bèn lấy ra một bộ quần áo và nói, vậy dùng thêm bộ quần áo này để đổi vậy, huynh thấy sao? Đinh Giáp đành phải chấp nhận. Anh lấy túi tiền đặt lên lưng lừa và mặc lại bộ quần áo lên đường, mỗi người một hướng. Khi Đinh Giáp hành tẩu đến cầu thành công ở Hoài Bắc, đúng lúc này binh lính và nhà dịch đang đi tuần tra. Nhà dịch thấy anh liền đến vỗ vai nói, này người huynh đệ, người đã bị bắt. Đinh Giáp vô cùng ngạc nhiên hỏi, Thảo Dân phạm tội gì chứ? Không nhiều lời, anh ngay lập tức bị áp giải đến nhà môn. Quan chi phủ huyện này tên Vương Minh Phủ liền lập tức thăng đường xử án khi được thẩm vấn và biết mình dính líu đến một vụ mưu sát đinh giáp bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra vương huyện lệnh đập bản nghiêm giọng vết máu còn nguyên trên áo vậy mà ngươi còn tỏ ra không biết gì ư đinh giáp đáp xin đại nhân mình dám bộ quần áo này là một người tên trang mỗ đưa cho thảo dân hóa ra sau khi bán con lừa của đinh giáp lấy tiền đến cầu thành công trang mỗ thuê một chiếc xe lửa để di chuyển dọc đường hắn ta dở trò xấu xa lấy dao đâm trọng thương người phu lửa, cướp quần áo của nạn nhân rồi cướp luôn lửa đem đi. Đinh Giáp không hề biết rằng, Trang Mỗ đã đổ mọi vật chứng lên người anh hòng xóa tội cho mình. Vương huyện lệnh đã yêu cầu đưa người phu lừa đến đối chất vụ án. Người phu lừa nói, Thảo Dân không biết họ tên hung thủ, nhưng vóc dáng người này trông rất giống. Đinh Giáp bị đổ oan nên nhất quyết không nhận tội. Quan Chi Phủ đã dùng nhục hình tra tấn là nung nhang đỏ vào nách Đinh Giáp để buộc anh phải nhận tội không thể chịu được sự đau đớn anh đành phải nhận tội giết người cướp của đinh giáp bị tống vào ngục tối và không lâu sau thì qua đời khi đinh giáp mới bị bắt giam họ hàng thân quyến và người cùng thôn của anh đã đứng ra bênh vực và đánh chống kêu oan nhưng vương huyện lệnh lại ngoan cố cho rằng nam sơn có thể đổi nhưng vụ án này thì không ông ta khăng khăng bản án dành cho đinh giáp là đúng người đúng tội từ chối xét xử lại thời gian sau trang mỗ bị bắt vì trộm cắp ở bảo ứng Bị thẩm vấn, hắn ta đã khai ra sự thật về vụ án oan mà Đinh Giáp phải lĩnh chịu. Nhưng khi vụ án được sáng tỏ chân tướng thì Đinh Giáp đã chết rồi. Chàng mỗ sau đó cũng chết trong lao ngục. Một tháng sau, lúc vương huyện lệnh đang ngồi ở công đường thì gia nhân của ông ta chạy đến báo. Bẩm lão ra, thiếu gia đã phát điên rồi. Vương huyện lệnh liền vội vã lao về nhà, nhìn thấy cậu quý tử đang lên cơn và nhảy múa lung tung. Cậu ta hét lớn, giọng lúc ấy không khác gì của Đinh Giáp oan quá, oan uổng quá. Gia nhân của vương huyện lệnh mới hỏi cậu thiếu gia, lúc này bị hồn ma của đinh giáp nhập vào khống chế. Đây là chuyện cá nhân của huyện lệnh, tại sao người phải chút hận lên con ông ấy chứ? Đinh giáp đáp, bây giờ vận làm quan của hắn ta vẫn còn nên chưa chết được. Thôi thì cứ để hắn đau khổ chứng kiến con cái lần lượt ra đi, rồi từ từ cũng đến lượt hắn, không thoát được đâu. Cậu thiếu gia của huyện lệnh sau đó đã ra đi trong tuyệt vọng. Ít lâu, đến lượt tiểu thư nhà họ vương cũng đột ngột qua đời ngay cả người định tội đao phủ và những ai liên quan đến vụ án oan ấy đều không thể thoát được cái chết ba năm sau vào ngày nọ khi vương huyện lệnh đang ở trong nhà thì đột nhiên nhìn thấy hồn ma đinh giáp đi về phía mình ông ta sợ hãi la hét thảm thiết hai con trai đầu thai báo thù sự việc này xảy ra vào thời nhà thanh ở vùng hồ quảng có một quan tri huyện họ thịnh tình tình độc ác nham hiểm nên bị người đời gọi là hắc tâm hắn ta bụng dạ tham lam muốn lấy đất của một người họ trương để xây biệt phủ cho mình tư tâm đen tối nối lên họ thịnh đã lên mưu kế hiểm ác hắn ra lệnh cho một tên trộm trong vùng vu oan cho người họ trương khiến anh này phải chết trong ngục tối sau đó ra sức đe dọa thê tử của anh trương phải giao đất đai cho hắn căn biệt phủ của tên thịnh chẳng mấy chốc đã xây xong vợ hắn liền hạ sinh một cậu con trai nhưng đứa trẻ này lên sáu tuổi vẫn không biết nói cười một ngày nọ khi họ thịnh đang ở trong biệt phủ thì thấy con trai đang bỏ lết về phía mình hắn tỏ ra buồn bực nói ta lo cho con cháu nên mới lập mưu tính kế chiếm đất đai xây biệt phủ nhưng con ta cứ ngu dại như vậy thật chẳng biết làm sao đột nhiên cậu bé lên tiếng sắc bén tại sao người lại độc ác đến vậy ta chính là người họ trương đây người âm mưu hại người vô tội dẫn đến ta bị chết oan lại còn chiếm đất đai của ta nay ta đầu thai làm con trai ngươi để báo thù. Tên họ thịnh nghe vậy liền kinh hãi, ngã lăn xuống đất, máu học ra từ thất khiếu và chết đau đớn. Còn cậu con trai sau này tiêu tán hết tài sản của tên họ thịnh cũng đột ngột qua đời. Câu chuyện thứ 20, xuất niệm sát nhân, ma quỷ theo sau. Cổ huấn phương Đông có một câu nói rất phổ biến như thế này, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng dòng. Vậy nên từng ý từng niệm trong đầu của con người ta là vô cùng quan trọng. Nếu là thiện niệm sẽ mang đến vận may và phúc báo. Còn nếu là ác niệm sẽ sinh ra phiền toái, khiến quỷ ma tương thông mà đeo bám theo sau, thậm chí là đem tới tai họa tán ra, bại sản, diệt thân. Câu chuyện về một người phú nông vì bị quyệt nợ mà xuất ra ác niệm muốn sát nhân báo oán, sau kịp dừng tay, chuyển ý hồi tâm, lại nhận được phúc báo được kể sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Nghĩ ác ma quỷ theo sau, xuất ra thiện niệm phúc đâu tự về ý niệm của con người rất quan trọng nếu là thiện niệm sẽ mang đến vận may còn nếu là ác niệm sẽ sinh ra phiền toái thậm chí là tai họa diệt thân chuyện xưa chép rằng vào triều đại nhà nguyên ở sơn đông có một người phú nông mù chữ tên là nguyên tự thực tuy không tường con chữ nhưng gia cảnh nhà anh ta rất giàu có nhờ có nhiều đồng ruộng và trang viên rộng lớn thuở ấy cùng quê với nguyên tự thực có một người tên là mâu quân Mâu Quân may mắn được triều đình bổ nhiệm cho làm một chức quan nhỏ tại Phúc Kiến. Vì thiếu tiền lên đường nhậm chức nên Mâu Quân đã đến nhà tự thực vay 200 lượng bạc. Tự thực vì có tình cảm đồng hương nên đã cấp đủ số tiền đó cho Mâu Quân. Vào những năm cuối triều Nguyên, Sơn Đông đại loạn, tự thực bị nhiều toán cướp đến cướp bóc nên gia tài mất trắng không còn gì cả. Lúc ấy, ở Phúc Kiến lại rất yên ổn. Vì vậy tự thực đã dẫn vợ và con đến huyện lỵ phúc châu thuộc phủ phúc kiến với ý định tìm kiếm mâu quân để nhờ và nương tựa vậy là cả nhà nguyên tự thực đến mâu ra họ vào gặp mâu quân bái kiến lúc này nguyên tự thực vừa khóc vừa nói năm mới sắp đến vợ con tôi đói khổ lạnh lẽo trong túi không có một đồng xu trong hộc cũng không còn một chút lương thực hay thức ăn nào trước đây ngài có vay tôi hai trăm lượng bạc hôm nay tôi cũng không dám yêu cầu ngài trả lại chỉ mong ngài cứu giúp chúng tôi khỏi cảnh chết đói là cũng coi như đã ban ơn cho bạn bè sư cũ rồi mong ngài thương cảm chúng tôi một chút nói xong cả nhà họ quỳ gối dập đầu xuống mặt đất mâu quân vội tới đỡ họ đứng dậy rồi đưa ngón tay ra tính toán đoạn nói hơn 10 ngày nữa sẽ là giao thừa anh có thể đưa toàn ra quay trở về nhà chờ đợi tôi sẽ phái người mang đến nhà anh hai thạch gạo hai nén bạc để tạm làm chi phí mừng tết năm mới hy vọng anh không chê ít hơn nữa Mâu quân còn cẩn thận dặn dò cả nhà họ Nguyên cứ yên tâm chờ đợi, không cần ra ngoài mong ngóng. Nguyên tự thực cảm kích quay về, cũng nhắc lại những lời nói của mâu quân để an ủi vợ con. Nhưng cứ hết ngày này qua ngày nọ, họ mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng mà vẫn không nhận được những thứ mà mâu quân đã hứa. Thêm một ngày nữa đã là sang năm mới, vì bị thất hứa nên gia đình tự thực không có lấy một chút cơm để ăn, vợ con đói khổ sụt sùi khóc lóc, tự thực quấn trí phẫn nộ, lặng thầm mài sẵn một con dao thật sắc, đợi khi trời sáng. đến lúc tiếng chống canh vừa dứt, nguyên tự thực với vẻ mặt đằng đằng sát khí, một mạch chạy đến nhà mâu quân, chỉ đợi anh ta ra ngoài sẽ đâm chết. lúc này trời vẫn đang tờ mờ chưa sáng hẳn, trên đường không có bóng dáng một ai qua lại, chỉ có vị hòa thượng tên là hiên viên đang ngồi trong ngôi chùa nhỏ ngay phía bên đường thắp nến tụng kinh. vị hòa thượng trông thấy nguyên tự thực đi phía trước, theo sau có mười mấy tên quỷ sứ hình thù kỳ quái đi theo có tên quỷ cầm đao kiếm, có tên thì lại cầm gậy tóc tai hung đỏ bù xù, bộ dạng xem chừng rất chi là hung ác. Một lúc lâu hiên viên hòa thượng lại trông thấy tự thực lững thững quay trở về. Phía sau anh ta khi này lại có khoảng trên dưới 100 người đầu đội mũ lấp lánh ánh kim quang, thân đeo ngọc bội, vẻ mặt hết sức từ ái tường hòa đi theo. Có người dương cao cờ phướn và lọng tre, có người lại dơ cao tấm biểu ghi lời khen ngợi. Đoàn người tiền hô hậu ủng với không khí vui mừng, điệu bộ của họ xem ra vô cùng thành thơi mãn nguyện hiên viên hòa thượng khi ấy bất chợt máy động tâm linh và thầm nghĩ rằng tự thực chắc chắn đã gặp phải hung sự mà chết rồi vậy là ngay sau khi vừa tụng kinh xong ông liền vội vội vàng vàng tìm đến thăm nguyên tự thực nhưng quả thật bất ngờ ông thấy tự thực vẫn bình an vô sự hiên viên hỏi tự thực sáng sớm nay ông đi đến đâu mà sao lúc đi lại vội vội vàng vàng điệu bộ hầm hầm tức giận nhưng lúc về lại chậm rãi khoan thai và thư thái như vậy hy vọng ông nói cho tôi nghe một chút được không? Tự thực không giấu giếm chút gì, liền kể hết cho vị hòa thượng nghe, mâu quần vô ân bội nghĩa nghĩa, mượn tiền không trả, khiến cả nhà tôi rơi vào cảnh vô cùng khốn đốn. Buổi sáng sớm nay, tôi đúng là đã mang theo dao, định đến giết chết anh ta cho thỏa nỗi uất ức trong lòng. Nhưng đến lúc cổng nhà họ mở ra, tôi lại đột nhiên nghĩ, anh ta đúng là đã đắc tội với mình, nhưng vợ con của anh ta đâu có tội tình gì. Hơn nữa, anh ta còn có mẹ già cần chăm nom hiếu đễ. Nếu như hôm nay ta giết chết anh ta thì cả nhà họ biết nương nhờ vào ai. Thà rằng để người ta phụ lòng mình cũng không để mình phụ lòng người ta được. Thế là tôi đành nhịn cơn tức giận ấy mà quay trở về. Hòa thượng hiên viên sau khi nghe xong, chắp tay hành lễ mà chúc mừng, nói, ông làm như vậy chắc chắn toàn gia sẽ có hậu phúc, bởi vì thần linh đã minh tỏ chuyện này. Tự thực lấy làm lạ lắm, liền hỏi nguyên do. Hiên viên trả lời, Ông có niệm ác thì ác quỷ đến, ông có niệm thiện thì phúc thần sẽ ban phúc lành xuống. Điều này là nhân quả, thiện ác hữu báo như hình với bóng, ắt không sai trịch được. Đó chính là gieo nhân nào được quả nấy nó cũng hiển nhiên giống như việc con người ta trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu mà thôi. Cho nên làm người thì quyết đừng nảy sinh ý niệm làm điều ác, lại càng không thể hành ác phạm tội mà tổn đức. Hiên viên hòa thường còn đem câu chuyện mình đã nhìn thấy khi sáng kể lại hết cho nguyên tự thực nghe, đồng thời cũng tận tình an ủi anh ta vị hòa thượng nhân từ này còn lấy ra một ít gạo và tiền công đức để cứu trợ cho gia đình họ. Kiếp trước cậy tài kiêu ngạo kiếp sau thiếu gạo, mù chữ. Tuy nhiên, tự thực vẫn không thể lấy đó làm vui, do quá tuyệt vọng vì gia cảnh túng quẫn, lòng người đen bạc. Đến tối hôm đó, anh ta đã tìm tới một cái giếng hoang phía sau một ngọn núi để tự vẫn. Ai ngờ, khi nguyên tự thực vừa gieo mình nhảy xuống, nước giếng đột nhiên rẽ ra, lại thấy hai bên bờ đá dốc đứng, chính giữa có một đường hầm hẹp chỉ đủ cho một người đi. Tự thực vừa mò mẫm vừa đi vào trong địa đạo, chỉ khoảng mấy trăm bước sau thì đi hết con đường và ngay phía trước lộ ra cả một thế giới khác lạ. Ở đây có thể nhìn thấy trời đất rộng lớn, ánh sáng chiếu rọi chan hòa, chim muông hòa thanh ríu rít. Đang vừa đi vừa mải miết ngắm nhìn, thốt nhiên tự thực thấy mình đang bước vào một tòa cung điện lớn, trên bức đại tự phía cửa chính có viết bốn chữ bằng vàng, tam sơn phúc địa. Sau khi đọc xong, tự thực liền đi vào phía trong chỉ thấy toàn hành lang đều im ắng anh ta không dám bước tiếp nhìn xem tứ phía xung quanh xa ngút ngàn dặm cũng không có một bóng người chỉ nghe thấy tiếng chuông ngân vang loáng thoáng có mây bay đến lúc này tự thực đã rất đói khát không thể đi nổi nên nằm thiếp đi bên cạnh thạch đàn thạch đàn là đàn tế lễ bằng đá cổ ngày xưa bỗng nhiên có một vị đạo sĩ đi đến trước mặt tự thực gọi anh ta dậy rồi cười hỏi Hàn Lâm Công đi ra ngoài tìm hiểu đã hiểu rõ mùi vị bên ngoài chưa?" Nguyên tự thực chắp tay trả lời, "Rời xa quê nhà, tôi đã thưởng thức đủ mùi vị rồi, nhưng vì sao ngài lại gọi tôi là Hàn Lâm vậy?" Đạo sĩ nói, "Ngài chẳng lẽ không nhớ gì về chuyện từng khởi thảo chiếu thư ở Hưng Thánh điện sao?" Tự thực nói, "Tôi là một nông dân ở Sơn Đông, vốn thuộc tầng lớp dân đen hèn hạ, mù chữ rốt nát, cả cuộc đời chưa từng dạo chơi qua kinh thành." sao có thể có chuyện khởi thảo ra chiếu thư mà ngài nói vậy đạo sĩ cười nói ngài chính là bị rối loạn tâm thức nên không còn nhớ sự tình xảy ra trước đây rồi thế là ông ta liền lấy mấy miếng lê táo giấu trong tay áo ra cho tự thực ăn còn nói sau khi ăn hết ngài sẽ biết rõ sự tình trong quá khứ và tương lai nguyên tự thực ăn xong vài miếng lê táo liền như choàng tỉnh ngộ mà nhớ lại thời mình còn là một học sĩ khi xưa những việc khởi thảo chiếu thư trong hưng thánh điện tại Kinh Thành như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tự thực lập tức nói, xin hỏi ngài, kiếp trước tự thực phạm phải tội gì mà kiếp này phải chịu báo ứng như vậy? Đạo sĩ nói, ngài cũng không phạm tội gì lớn cả, chỉ là lúc đương chức đã tự cao tự đại, kiêu mạn về học vấn của mình, không chịu cất nhắc dạy bảo học trò, cho nên kiếp này phải chịu cảnh ngu muội không biết chữ. Ngài cũng cậy có tước vị cao không kết giao với những kẻ thao phương rốt nát có tước vị thấp cho nên kiếp này phải chịu cảnh mù chữ và phiêu bạt nguyên tự thực liền đem chuyện mâu quân thiếu nợ của mình ra hỏi nguyên do đạo sĩ nói người đó chính là người quản kho của vương tướng quân tài vật sao có thể tùy tiện lộn xộn sử dụng được không tới ba năm thế đạo sẽ có đại biến động đại họa sắp sửa tiến đến vô cùng đáng sợ ngài nên lựa chọn rời khỏi địa phương nếu không chỉ sợ sẽ bị liên lụy đến việc này mà lọt vào tai họa tự thực cầu xin đạo sĩ chỉ cho nơi có thể sinh sống để tránh né chiến tranh loạn lạc đạo sĩ nói phúc thanh có thể sống rồi lại nói nhưng không bằng phúc ninh đạo sĩ còn nói thêm ngài đến đây đã lâu rồi mọi người trong nhà đều đang rất mong mỏi hiện tại ngài có thể trở về đi nói xong đạo sĩ chỉ cho nguyên tự thực một con đường ngay cạnh cung điện để trở về nguyên tự thực đi hơn hai dặm đường và phát hiện phía sau núi có một cái động thông ra bên ngoài Trở về đến nhà mới biết đã 6 tháng trôi qua. Tự thực vội vàng mang vợ con đến Phúc Ninh, khai hoang ruộng đồng, trồng trọt sinh sống qua ngày. Lúc anh ta cuốc đất, chợt nghe thấy tiếng long con, mọi lên thì phát hiện ra bốn đính bạc chôn dưới đất, vì vậy cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn. Còn mầu quân sau này vì chiến tranh loạn lạc nên bị vương tướng quân giết chết và cướp hết gia tài. Mọi việc xảy ra giống như lời đạo sĩ đã nói khi trước. Nguyên tự thực vào thời khắc mấu chốt có thiện niệm đã cải biến được phần đời còn lại. Đối với con người ngày nay có lẽ cũng là bài học để tham chiếu vậy. Câu chuyện thứ 21, làm việc ác đều bị quả báo, về sau không được việc gì. Con người sống đều cần có tiêu chuẩn đạo đức cho chính mình, bởi vì trên đầu ba thước có thần linh. Con người làm điều ác có thể che được mắt thường nhưng không thể qua khỏi mắt trời. Làm nhiều điều ác, sớm muộn gì quả báo cũng đến. Ngay cả việc cố gắng đối phó với tiền kiếp một cách giả tạo cũng vô ích. Có người dùng phương pháp nào đó để tạm thời tránh né, có nhân duyên nhất định thì có thể tạm thời tránh né, nhưng một khi cơ duyên đã hết thì không phương pháp nào có tác dụng, thiện ác hữu báo đều đã được ghi chép lại. Kiêu ngạo vì có danh lợi, hại dân lương thiện, về sau hại chính mình. Dương Đàn là thứ sử lưu giang thời nhà Tấn, tính tình cứng rắn, lỗ mãng, ỉ vào quan hệ với triều đình mà kiêu ngạo, bá đạo, chỉ cần có chút oán hận với ai, lập tức giết chết bao nhiêu người như hắn muốn. Do đó, người dân phẫn nộ, cảnh lương, tướng của Trinh Tây, đã bắt giữ Dương Đản và áp giải ông ta, đồng thời tố cáo mọi tội ác của ông ta với triều đình. Hiếu Tư Mạc đã viết thư cho triều đình, phản ánh rằng Dương Đản đã giết hơn 290 người, bao gồm các tướng lĩnh và quan chức trong quận, cũng như những người dân thường kiến lương và giáng chức hơn 100 người, bắt thảo luận nên tha tội. Sau khi đọc bức thư, hoàng đế thiên tông đã ban hành một sắc lệnh và nói chuyện này từ xưa đến nay chưa từng tồn tại nếu điều này có thể được dung thứ thì còn điều gì không thể dung thứ được bác thảo luận là gì ta ban cho hắn được sống và ăn lăn trong ngục tù thứ phi của hoàng thượng là cháu gái của dương đản hết lòng cầu xin cho dương đản vì vậy tư đồ vương nói tội của dương đản không thể tha thứ cần phải trừng trị nghiêm khắc nhưng thiện phi vì quá đau buồn mà lâm trọng bệnh bệ hạ hãy nhận được lòng tốt của thiện phi và tha mạng cho dương đàn. Vì vậy, hoàng đế ban chiếu chỉ nói, vì thiện phi chỉ có người bá phụ này, vì chuyện này mà lâm bệnh, chấm rất lo lắng, từ nhỏ nàng đã khổ sở, được vợ của dương đàn là nương nương dưỡng dục, chẳng khác nào mẫu thân của vợ ta, nếu như nàng ấy chịu không nổi đau đớn, có xảy ra chuyện, ta không còn mặt mũi mà sống, hiện tại ta tha tội chết cho dương đàn, để báo đáp tấm lòng thiện phi nhân tử thế là hoàng đế bãi bỏ chức tước, giáng xuống trở thành thường dân. Sau một thời gian, Dương Đản trở nên ốm yếu hơn, qua một đêm Dương Đản qua đời. Con người thường vì cầu danh lợi, mưu đồ tính toán không trừ việc ác nào mà không làm, để rồi ảnh hưởng người khác và mất đi danh dự của chính mình. Luật nhân quả đều đã ghi chép và không trừ một ai, gieo nhân tốt gặt được trái ngọt, gieo nhân xấu gặt được quả đắng. Câu chuyện thứ 22, bóng gió đoán mò, đơm đặt thêu dệt hại người hại mình khi ngồi thường suy nghĩ lỗi lầm của mình, trò chuyện chớ bàn luận kết sai của người, đó chính là đạo xử thế của người quân tử. Tuy nhiên, cũng có những người hành xử hoàn toàn trái với đạo lý này. Dưới đây là câu chuyện về một người bóng gió đoán mò, đâm đặt theo dệt hại người hại mình. Thời Triều Thanh ở Trung Quốc, có một thư sinh gọi là Khang Sinh, xưa nay nổi tiếng tài mạo song toàn. Khi mới 22 tuổi, anh đã dạy học ở nhà một vị quan lớn họ đơn. Họ đơn ba đời làm quan, là người giàu nhất huyện trong nhà có mấy trăm người hầu kẻ hạ cả nam lẫn nữ. Thế nhưng, họ đơn tính tình tàn bạo, gia quy nghiêm khắc. Kẻ dưới hế bất cẩn là bị đánh đòn roi, thậm chí bị đánh đập tra hỏi, chịu nhục hình hành hạ. Thường có những kẻ hầu bị hành hạ đến chết, nhưng ông ta vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Quan phủ cũng bất lực không dám động đến ông ta. Khang sinh giỏi su nịnh, do đó quan hệ với chủ nhân rất tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên Khang sinh tuổi trẻ hay gây chuyện, thường đơm đặt, bóng gió đoán mò. Khang sinh có năm học trò, bốn người là con họ đơn là đơn tu, đơn bảo, đơn kiệt và đơn tư. Ngoài ra còn một người là em cùng cha khác mẹ của họ đơn, tên là Văn Bình. Văn Bình mới 17 tuổi nhưng vô cùng thông minh. Những bài thơ văn của cậu thường không bao giờ khiến Khang Sinh phải sửa. Về bề ngoài, Khang Sinh rất tán thưởng Văn Bình, trên thực tế lại rất rất đố kỵ. Trong năm học trò, chỉ có đơn bảo là hợp với Khang Sinh nhất hễ có chuyện là đơn bảo đi nghe ngóng sau đó trở về nói với khang sinh khang sinh nhìn thấy người lạ nào thì cũng tìm đến đơn bảo hỏi quan hệ hai người quả thực giống như bạn bè vậy một ngày nọ nhà họ đơn mở tiệc mời họ hàng của phu nhân sẩm tối mọi người dần dần ra về mấy cô gái tiễn khách ra về rồi trở lại trên đường họ cười nói và đi qua cửa lớp học khang sinh nhìn qua khe cửa thấy một cô a hoàn mặc áo xanh váy trắng xinh đẹp diễm lệ phong thái diện mạo khiến người ta rung động khang sinh bỗng cảm thấy tâm thần bất định đang lúc khang sinh bần thần thì thư đồng cầm đèn đem rượu và thức ăn đến khang sinh hỏi các công tử đang làm gì thư đồng nói có người họ hàng ở lại các công tử đang bận trang hoàng một lát nữa nhị công tử sẽ đến hầu tiên sinh uống rượu khang sinh gật đầu một lúc sau đơn bảo đến hai thầy trò vui mừng đối ẩm Khang Sinh hỏi về cô A Hoàn mà vừa rồi anh nhìn thấy. Đơn bảo nói, người mà thầy hỏi đó có phải là cô A Hoàn có làn da trắng, mắt to, răng trắng, tóc dày đen bóng đó không ạ? À? Khang Sinh nói, đúng thế. Đơn bảo nói, đó là tiểu huệ, A Hoàn thân cận của cô ba. Cô A Hoàn này thông minh lanh lợi, giỏi theo thùa vá may, cả nhà đều yêu thích cô ấy. Cô ấy năm nay mới 19 tuổi, vẫn chưa tìm được gia đình để gả. Khang Sinh nâng chén vui vẻ nói, nhan sắc thiên này ngày ngày ở ngay trước mắt mấy huynh đệ các trò không ai chú ý đến cô ấy sao đơn bảo mỉm cười và nói ai mà chẳng thử qua chỉ là cô a hoàn này luôn có cách né tránh xem ra đến tay rồi lại tuột mất chỉ có văn bình trước nay vẫn luôn thân với cô ấy khang sinh đắc ý nói ái chà văn bình xưa nay luôn tự cho mình thanh cao lại làm bại hoại danh danh của người khác chẳng phải nơi sáng thì một kiểu nơi tối lại một kiểu khác đó sao ta nghĩ tiểu huệ là người trang trọng e rằng văn bình cũng chưa chắc có thể làm với bẩn cô ấy được những điều trò nói e rằng là đoán độ mà thôi đơn bảo nói không phải hai người qua lại chính trò và đơn tư tận mắt chứng kiến khang sinh lại gần đơn bảo và hỏi các trò trông thấy những gì đơn bảo nói hai người trò chuyện đơn tư ở phòng trong nhìn thấy còn trò thì ngẫu nhiên gặp ở trong vườn hoa khang sinh nghe vậy thì cười lớn một ngày nọ Đơn Kiệt xin Khang Sinh giải thích về câu chuyện man xúc tương tranh trong sách trang tử. Khang Sinh không trả lời được, Văn Bình ở bên bèn giải thích, Khang Sinh vô cùng bối rối, nhưng lại dùng khẩu khí dạy bảo nói rằng, việc học tập cần lấy 13 bộ kinh làm căn bản, 24 bộ sử làm học vấn. Những sách hoang đường đó, đọc vào cũng giống như thu được một đống rác mà thôi. Văn Bình nói, có một việc không biết thì cũng là nỗi sỉ nhục của nho sinh rồi. Tể tướng cần người có học để gánh vác bởi vì kẻ sĩ có học thức rộng nên mới có tác dụng lớn khang sinh nói đọc sách có thể thay đổi khí chất của con người khí chất của trò như thế này mà cũng xứng danh là nho sinh sao ta tuy chỉ hơn trò vài tuổi nhưng cũng là thầy của trò trò là học trò khi học trò cưỡi lên đầu thầy thì đọc sách còn có tác dụng gì hơn nữa trò tự cho rằng mình tinh thông nho thuật mà lại tư thông với a hoàn phá hoại quy tắc khuê phòng thiên hạ có loại nho sinh này không văn bình nghe thế thì mặt biến sắc không dám nói năng gì mấy anh em đơn tu dốc hết sức khuyên giải khang sinh mới dần dần nguôi cơn giận nhưng không còn nói năng gì với văn bình nữa chủ nhà họ đơn nghe tin liền đánh văn bình hơn chục roi gia chủ còn mở tiệc rượu biểu thị xin lỗi khang sinh đại trượng phu mượn rượu để nói nên nối bất bình hơn nữa tiên sinh là thầy đối xử với học trò càng phải nghiêm tôi xin lỗi vì tiểu đệ quá ngu muội tiên sinh không cần phải tính toán với hắn Khang Sinh liên tiếp vâng giả. Hai người vui vẻ uống rượu đến đêm. Họ đơn uống đã ngà ngà say, càng hứng chí, kể những chuyện đắc ý của cuộc đời mình, nói ào ào không ngừng. Khang Sinh thừa cơ nói khích, lão tiên sinh làm chính trị, làm văn đều chắc Việt siêu quần, đủ để truyền đời, chỉ là gia pháp không đủ nghiêm, người ngoài có lan truyền đồn đại, quả thực quá đáng tiếc. Họ đơn không vui, nói rằng, việc lão phu trị ra, xưa này vốn tự cho rằng không có điều gì hổ thẹn, tiên sinh nói những lời này phải chăng là nghe được những điều gì khang sinh nói được lão tiên sinh yêu thương nên kẻ hậu sinh này không dám giấu điều gì nhưng việc này liên quan đến chuyện riêng của người khác nên không tiện nói họ đơn nổi lòng nghi ngờ liền lệnh mọi người lui đi sau đó truy vấn khang sinh đem chuyện văn bình tư thông với tiểu huệ ra thêm mắm thêm muối kể một hồi còn nói việc này công tử nhà lão tiên sinh đều tận mắt nhìn thấy lão tiên sinh là mẫu mực của toàn làng, sao có thể vì sự vui vẻ nhất thời của con cháu mà để danh tiếng của ngài bị vấy bẩn được. Họ đơn xưa nay luôn tự hào về gia pháp nghiêm khắc, nay bị người ta ở ngay trước mặt vạch ra cái xấu trong nhà thì tức giận gầm thét như sấm, đùng đùng quăng chén rượu đi rồi vào nhà trong, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tiểu huệ ra, dốc sức đánh đập và thẩm vấn. Tiểu huệ không chịu nổi, đang phải nhận bừa. Họ đơn tức giận lên đến cực điểm, trói cô vào chiếc cột, và gọi Văn Bình đến xem. Văn Bình lấy tay che mặt, bỏ trên mặt đất, khóc lớn. Họ đơn vừa mắng chửi vừa dùng roi đánh, nét mặt hầm hầm. Phu nhân cầu xin mãi, họ đơn vẫn chưa hết tức giận, giam Văn Bình vào nhà xí, sau đó mới quay về phòng. Phu nhân lặng lẽ cởi trói cho Tiểu Huệ, khiêng cô vào trong phòng. Tiểu Huệ chỉ còn thoi thóp, máu tươi ướt đẫm giường. Những người hầu không ai là không rơi lệ thương xót cô. Đến nửa đêm, tiểu huệ bỗng nhiên duỗi thẳng người nói lớn nếu sau khi chết mà biết chuyện tôi nhất định sẽ tìm lại sự công bằng nói xong cô kêu lên mấy tiếng rồi chết mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều thương xót cô khang sinh nghe tin thì trong tâm vô cùng bất an tìm lý do từ chức trở về nhà mỗi lần nghĩ đến chuyện của tiểu huệ thì sợ hãi mồ hôi ướt lưng khi đó cũng gần đến kỳ thi hương đêm đêm khang sinh trong đèn đọc sách chuẩn bị dự thi một đêm mẫu thân của khang sinh là lý thị đích thân nấu ăn đem đến thư phòng khang sinh thì nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa sổ người lõa lổ toàn thân đầm đìa máu lý thị sợ quá thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất trong nháy mắt không thấy cô gái đó nữa khang sinh vội vàng chạy ra dìu mẹ trở về phòng nghỉ ngơi rồi hỏi mẹ việc gì khiến bà kinh sợ ngã ra người mẹ kể lại những gì bà nhìn thấy khang sinh kinh hoàng thất sắc lý thị hỏi xem ra căn phòng này là hung trạch không nên cư trú hơn nữa cũng sắp đến kỳ thi hương rồi chi bằng con hãy vào tỉnh thành tạm trú ở nhà cậu nếu con thi đỗ thì chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác cư trú khang sinh cảm thấy mẹ nói có lý liền vội vàng lên thuyền vào tỉnh thành ở nhờ nhà người cậu ngày thi hương đã đến những học trò từ các nơi lục tục đến trường thi tối hôm đó mọi người trong trường thi nghe thấy tiếng khóc của một cô gái họ đều cảm thấy rất kỳ lạ chỉ riêng khang sinh là mặt tái mét ủ rũ không muốn ăn uống gì hết canh ba đêm hôm sau bỗng thấy tiếng người ồn ào bên ngoài mọi người đều lấy làm kỳ lạ các thí sinh vén rèm cửa đi ra ngoài xem chỉ thấy trước phòng của khang sinh là một đám đông người vây quanh mọi người biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó bèn chen nhau chạy ra ngoài xem chỉ thấy khang sinh trần trụi ngồi dưới mái hiên hai mắt trừng trừng nói lớn đơn đình hiến họ tên của viên quan họ đơn kia vẫn chưa đến thời gian tạm thời tha cho ngươi một lần bây giờ sẽ lấy lưỡi kẻ xấu xa này rồi đi đối chất nói xong khang sinh móc lưỡi ra sức giật kéo chiếc lưỡi thẻ ra ngoài đến bốn năm thốn hai bên miệng chảy đầy máu những người đứng xem sợ hãi tột độ muốn giúp anh ta giải trừ ách nạn nhưng những ngón tay của anh ta cứ nắm chặt lấy cái lưỡi không thể nào gỡ ra được đến khi quan phủ sai người đến thì anh ta đã nhổ cả cái lưỡi ra ngoài đau đớn ngất đi một lúc sau thì chết sau khi Văn Bình nghe được tin này, nửa năm sau cũng qua đời. Phải chăng là anh và Tiểu Huệ ở Dương Gian chưa kết thành mối lương duyên, nên xuống âm phủ hoàn thành nguyện ước. Câu chuyện thứ 23, tại sao những hoàng đế này lại chết trẻ, mang đến tai họa cho con cháu, nguyên lai đều là một việc giống nhau. Phật giáo đã được truyền bá vào Trung Quốc và phát triển hưng thịnh kể từ thời Hán Minh Đế. Tuy nhiên, trong lịch sử đã từng xảy ra ba lần diệt Phật tước hiệu của những vị hoàng đế diệt Phật này đều có chữ Vũ, nên được gọi là Tam Vũ Diệt Phật. Cùng với phong trào diệt Phật dưới triều đại của hậu Chu Thế Tông, nó được gọi chung là Tam Vũ Nhất Tông. Về sau, những vị hoàng đế này đều chịu quả báo và đột ngột qua đời khi tuổi còn rất trẻ. 1. Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo, 408-452 Thác Bạt Đảo tên thật là Phù Lạp Phi Hoàng đế thứ ba của triều đại Bắc Ngụy. Ông là con trai trưởng của Minh Nguyên Đế Thác Bạc Tự và cháu trai của Đạo Vũ Đế Thác Bột, chỉ vì trong 28 năm. Trong thời gian tại vị, Thái Vũ Đế đã đích thân dẫn kỵ binh của mình chinh phạt bốn nước phía Bắc chấm dứt thời ngũ hồ thập lục quốc, cùng với Triều Lưu Tống ở phía Nam bắt đầu thời đại Nam Bắc Triều. Lúc bấy giờ, Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, trong nước nhiều người xuất gia tu hành. Vào năm 438, ông ban chỉ dụ tu sĩ dưới 50 tuổi phải trở về đời sống thế tục và gia nhập quân ngũ. Đến năm 444, nghe lời khuyên của quan đại thần Thôi Hạo, Hoàng đế Thác Bạt Đảo ban chỉ dụ trục xuất tu sĩ khỏi chùa, tiêu hủy kinh Phật, tự viện bị phá bỏ và đem các nhà sư không tuân phục đi chôn sống. Kết cục bi thảm của Thôi Hạo Thời điểm đó, đạo sĩ người Bắc Ngụy là Khấu Khiêm Trì đã khuyên quan tư đồ Thôi Hạo không nên ủng hộ Hoàng đế đi ép Phật và cảnh cáo, sau này ông sẽ bị giết và ông cũng sẽ phải chịu tai họa diệt ra. Nhưng Thôi Hạo bỏ ngoài tai. Bốn năm sau, Thôi Hạo lại một lần nữa vi phạm điều cấm kỵ. Ông dám biên soạn lại lịch sử của triều đại Bắc Ngụy. Ông bị Thái Vũ Đế khép vào tội phản nghịch và bị chu di cửu tộc. Trước giờ hành quyết, Thôi Hạo bị nhốt trên xe cũi lôi đi diễu hành thị chúng. Vừa đi, ông ta vừa bị quân lính tiểu vào miệng. Cứ như thế trong vài dặm, Thôi Hạo chịu không nổi, kêu là thảm thiết. Ông ta đã phải chịu năm hình phạt đánh gậy, phạt roi, giam cầm, đầy ải và tử hình. Đây là nỗi nhục nhã mà người bị kết án tử hình xưa nay chưa từng trải qua. Không chỉ gia tộc họ Thôi ở Thanh Hà bị xử tử, gia tộc của các bà vợ của Thôi Hạo như gia tộc họ Lư ở Phạm Dương, gia tộc họ Quách ở Thái Nguyên và gia tộc họ Liêu ở Hà Đông cũng đều bị xóa sổ. Hai năm sau đó, Thái Vũ Đế 45 tuổi, ông đã bị giết bởi lũ hoạn quan, hai người con trai của ông là Thái Tử và Cung Tông cũng lần lượt bị chết dưới tay chúng. Sau khi Hoàng đế Văn Thành lên ngôi vào năm 452, ông lập tức chuộc lỗi lầm của ông nội và chấn hưng Phật giáo. Chính ông là người đã ra lệnh khởi công tạc khắp tượng Phật ở hang đá Vân Cương. Từ đó về sau, dân an, quốc thịnh đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của thời đại Ngụy Hiếu Văn Đế sau này. 2. Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung, 543, 578. Vũ Văn Ung là người thủ phủ Vũ Xuyên, nay là huyện Vũ Xuyên, thành phố Hâu Hót, khu tự trị nội mông. Ông là con trai thứ tư của Chu Văn Đế Vũ Văn Thái, hoàng đế thứ ba của triều đại Bắc Chu, chỉ vì trong 18 năm. Trong thời đại Nam Bắc Triều, Phật giáo thịnh hành ở các triều đại Bắc Chu và Bắc Tề. Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung dũng cảm và anh hùng, ông đã chinh phục triều đại Bắc Tề ở tuổi 32 và thống nhất phương Bắc ở tuổi 34. Sau khi lên ngôi hoàng đế, vũ văn ung tin rằng những người tín ngưỡng phật giáo sẽ không tập trung vào lao động sản xuất họ buông bỏ đời sống thế tục theo ủng hộ các nhà sư ảnh hưởng đến ngân khố quốc gia do đó ông muốn xóa bỏ phật giáo vũ văn ung đã triệu tập một nhóm đại thần nhà sư nổi tiếng và đạo sĩ để thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của tam giáo mục đích là hạ thấp địa vị của phật giáo đặt nho giáo lên hàng đầu đạo giáo đi sau và phật giáo xếp xuống vị trí cuối cùng tại hội nghị cuộc tranh luận giữa phật giáo và đạo giáo diễn ra vô cùng kịch liệt theo cao tăng truyện và chí Huyến truyện ghi trong cuộc phản kháng tu sĩ chí Huyến đã thắng lý đạo sĩ trương khách nhưng chu vũ đế lại đứng ra bảo vệ đạo giáo và tố cáo phật giáo là thứ quá ô uế chí Huyến đại sư đáp đạo giáo mới là thứ bất tịnh vũ văn vương nghe vậy cho rằng các nhà sư phật giáo không chú trọng việc tu luyện lại không chịu thừa nhận ưu điểm của đạo giáo vì vậy ông đã ban hành một sắc lệnh bãi bỏ hai tôn giáo Phật giáo và Đạo giáo, tiêu hủy tất cả kinh sách và tượng Phật, giải tán các nhà sư, đạo sĩ và ra lệnh cho họ hoàn tục. Chiếu chỉ ban xuống, toàn bộ tượng Phật trong nước bị đem đi nấu chảy, kinh sách bị tiêu hủy, các sư bị đuổi khỏi chùa, chùa triền biến thành nhà ở và tất cả tăng ni đều bị ép phải trở về cuộc sống đời thường. Vào năm 577 sau công nguyên, sau khi Chu vũ đế tiêu diệt Bắc Tể, ông tiếp tục ban hành sắc lệnh xóa bỏ Phật giáo trên lãnh thổ của Bắc Tề. Tháng 6 năm sau, Chu Vũ Đế đem đại quân chinh phạt đột quyết, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đại quân đã tề tựu đầy đủ, thì ông bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, toàn thân suy mòn rồi qua đời, lúc đó mới 36 tuổi. Năm 581 sau công nguyên, Dương Kiên phế bỏ triều đại Bắc Chu và thành lập triều đại nhà Tùy. Sau khi hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ, nhà Tùy đã sử dụng các biện pháp làm hưng thịnh đạo Phật trở lại. Phật giáo Trung Quốc lại phát triển mạnh mẽ và bước vào thời kỳ Hoàng Kim ở thời nhà đường. Triệu Văn Sương xuống thăm địa ngục. Vào năm thứ 11 của triều đại nhà Tùy, quan đại phủ tự thừa Triệu Văn Sương đột ngột qua đời. Nhưng cơ thể ông vẫn còn ấm nên người nhà không dám đem chôn. Sau đó ông đã tỉnh lại và nói, Khi ta chết, có người dẫn ta đến chỗ ở của vua Diêm La. Vua Diêm La hỏi ta, người đã làm được phước gì? Ta đáp, tôi nhà nghèo, không có khả năng tích đức, nghe được lời này diêm vương chắp tay cúi đầu khen tốt lắm sau đó sai người đưa ta về nhà sai ta đi ra ngoài qua cổng phía nam ở đây đã gặp được bắc chu vũ đế cổ ông bị ba tầng gông cùm ông ấy gọi cho ta và nói ông là người nước ta hãy đến đây ta muốn nói chuyện với ông ông có biết ta không ta trả lời tôi từng là cận vệ của bệ hạ vậy nên tôi biết ngài chu vũ đế nói vì ông từng là thần dân của ta bây giờ hãy về nhà và giải thích với tùy văn đế rằng ta đã hoàn trả được rất nhiều tội nghiệp nhưng tội phá hoại phật giáo là nghiêm trọng và không thể tha thứ ta hy vọng vua tùy có thể giúp ta làm một vài việc tốt nhờ đó ta có thể thoát khỏi địa ngục ta chấp nhận yêu cầu và rời đi khi đi ra khỏi cổng nam ta nhìn thấy tóc của một người đàn ông bồng bềnh trong một hố phân lớn anh ta hỏi người dẫn đường và trả lời đây là bạch khởi tướng của nước tần ông ta bị giam cầm ở đây vì tội ác của ông ta chưa hoàn trả xong. Văn Sương trở về nhà và sống lại. Ông đã bẩm báo điều này với Tùy Văn Đế Dương Kiên. Tùy Văn Đế tin nhận, ra lệnh cho Bách Gia chăm họ làm lễ tế thần Phật giảm tội cho Chu Vũ Đế. Ông lập đàn tế lễ lớn kéo dài ba ngày và cho người ghi lại chuyện của Triệu Văn Sương vào sử sách. 3. Đường Vũ Tông Lý Viêm, 814-846 Ông vốn tên là Lý Triền, Trước khi mất 12 ngày, ông đổi tên thành Viêm. Lý Viêm là con trai thứ năm, trên thực tế ông là con thứ 9 của vua đường Mục Tông, mẹ của ông là Vi Quý Phi. Ông là hoàng đế thứ 18 của triều đại nhà đường, trừ võ Tắc Thiên, chỉ vì từ năm 840 đến 846, trong vòng 6 năm và băng hà ở tuổi 31. Đường Vũ Tông Lý Viêm tin vào đạo giáo và lên ngôi năm 26 tuổi, tháng 8 năm Huệ Sương thứ 5, năm 845, ông cho phá hủy chùa chiền. Chiếu chỉ ban rõ ràng ra lệnh phá hủy hơn 4.600 ngôi chùa và hơn 40.000 am thất. Một lượng lớn kinh Phật bị đốt cháy, tượng Phật bị đem đi nung chảy đúc thành tiền và hơn 260.000 tăng ni bị buộc phải hoàn tục. Tương truyền, vào năm hội xương thứ sáu, triều đại nhà đường vua Vũ Tông trị vì, nhằm đêm rằm tháng riêng âm lịch, tư thục tiên sinh đi ngang qua lăng mộ Chu Mục Vương và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Thành Hoàng và hai lính canh lăng mộ. Thanh Hoàng nói, gần đây, Lý Viêm đã phá hủy Phật Pháp, đập phá tượng Phật và giết hại các nhà sư một cách bừa bãi, đó là tội ác tay trời. Các vị thần rất tức giận và ra lệnh tước bỏ 12 năm tuổi thọ còn lại của ông ta. Lý Viêm sẽ phải chịu đựng sự thống khổ của bệnh tật, để người thế gian biết được quả báo của việc phỉ báng thần Phật và làm hại đệ tử Phật. Sau đó, ông ta sẽ bị đẩy xuống địa ngục, chịu đủ loại cực hình. Quả nhiên hai ngày sau, thành trường An ra chiếu chiêu mộ danh y, với phần thưởng lớn để chữa bệnh cho đường Vũ Tông. Nhưng chỉ vỏn vẹn 20 ngày sau đó, toàn dân nhận được chiếu chỉ do tân hoàng đế ban hành, yêu cầu tất cả thần dân trong nước phải để tang hoàng đế, khi ông qua đời mới có 32 tuổi. Thầy thuốc điều trị bệnh cho đường Vũ Tông nói rằng, căn bệnh ông ấy mắc phải rất đáng sợ, đau đớn sống còn hơn chết, y học vô phương cứu chữa. Hoàng thúc của Lý Viêm là Lý Thầm là người kế vị ngai vàng. Ngay sau khi đăng cơ, điều đầu tiên ông làm là ban hành một sắc lệnh khôi phục hoàn toàn chức vị cho các tăng ni trong chùa. Đường tuyên tông lý thầm trị vì 13 năm, đã dốc sức an dân, thái bình thịnh trị. Sử sách gọi thời kỳ cai trị của ông là Đại Trung Chi Trì. 4. Duệ Vũ Hiếu Văn Hoàng đế Hậu Chu Thế Tông Sải Vinh, 921-959. Sải Vinh là tên vị Hoàng đế nhà Hậu Chu thời Ngũ Đại. Ông sinh ra tại Sải Gia Trang ở Hình Châu, Nghiêu Sơn, nay là huyện Long Nghiêu, thành phố Hình Đại, tỉnh Hà Bắc. Ông là con nuôi của Chu Thái Tổ Quách Uy. Sài Vinh vốn là con trai Sài Thủ Lễ, anh vợ Quách Uy, tức hoàng hậu của Chu Thái Tổ. Quách Uy không có con trai, nhận ông làm con nuôi và đổi sang họ Quách. Khi lên ngôi lấy hiệu là Duệ Vũ Hiếu Văn Hoàng Đế, chỉ vì trong 6 năm. Vào năm thứ hai kế vị ngai vàng, tức vào tháng 5 năm 955, một sắc lệnh đã được ông ban hành để phá hủy các ngôi chùa, đối với các ngôi chùa Phật giáo trong lãnh thổ, ngoại trừ những ngôi chùa có bia ký của Hoàng đế, mỗi quận sẽ chỉ giữ lại một ngôi chùa, phần còn lại sẽ bị phá hủy. Tổng cộng 30.360 ngôi chùa đã bị phá hủy trên khắp đất nước, tượng Phật bị ung chảy để đúc tiền và gần một triệu tăng ni bị buộc phải quay trở lại cuộc sống thế tục. Trong chùa Đại Bắc ở Trấn Châu, nay là Định Châu, có một tượng quan âm Bồ Tát bằng đồng cực kỳ linh thiêng. Những kẻ đập phá tượng Phật đều bị gãy cổ tay mà chết nên không ai dám manh động nữa trong khi đó sài vinh đích thân cầm một chiếc dìu lớn chặt vào ngực bức tượng bồ tát tiên đoán của vị hòa thượng trong cuốn phật pháp kim cang biên ghi lại cuộc đối thoại giữa tống thái tổ triệu khuông dẫn và ma y hòa thượng như sau triệu khuông dẫn thấy sài vinh diệt phật và lấy tượng bồ tát bằng đồng để đúc tiền nên đã bí mật đến vấn an nhà sư ông hỏi các hoàng đế cổ đại có diệt phật giáo không nhà chu cũng đang diệt phật xin ngài cho biết hậu quả của việc này sẽ ra sao. Hòa thượng Đát, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế đã phá hủy các ngôi chùa, đốt kinh Phật, phá hủy tượng Phật và giết các tăng ni. Bảy năm sau, ông ta bị giết. Bắc Chu Vũ Đế là người đã phá hủy kinh sách Phật giáo và cưỡng bức các nhà sư hoàn tục. Chẳng bao lâu sau, ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo và toàn thân bị bào mòn. Ông qua đời khi mới 36 tuổi. Chưa đầy ba năm, đất nước cũng diệt vong. Đường Vũ Tông lý viêm phá chùa khắp nơi, ông ta cũng chết ở tuổi 32 vì bệnh tật. Triệu Khuông dẫn hỏi, hoàng đế đang diệt Phật rồi, chúng tôi phải làm sao? Hòa thượng trả lời, Bạch khí điềm báo đã xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ có thánh đế, khi thánh đế hưng khởi, Phật giáo cũng sẽ hưng thịnh, lưu truyền muôn đời, hãy tin lời của ta. Quả nhiên, như lời nhà sư đã dự, 4 năm sau hậu chu thế tông sài vinh đột nhiên đổ bệnh với một vết loét ác tính trên ngực vết loét mưng mù và ông đã chết sau đó giang sơn nhà chu cũng nhanh chóng rơi vào tay triệu khuông dẫn sau khi triệu khuông dẫn khai quốc triều tống ông đã ghi nhớ lời chỉ dạy của nhà sư xây dựng chùa triển ban thưởng ruộng vườn và hưng long phật pháp đất nước từ đó ổn định và thịnh vượng đường thái tông cũng đã để lại câu nói nổi tiếng răn dậy hậu thế lấy quá khứ làm gương có thể biết thăng trầm lấy người làm gương, có thể biết được mất. Sau khi đọc được bài học lịch sử diệt Phật kể trên, liệu thế hệ mai sau có còn dám phỉ báng Phật Pháp, phá hoại sự tu tập của người tu luyện và làm mất lòng tin của dân chúng hay không? Câu chuyện thứ 24, chuyến thăm âm phủ 7 ngày sau khi chết. Ấu Lan là một Phật tử thuần thành và tốt bụng. Cô đã nằm liệt giường vì cú sốc trước sự ra đi của cha cô và cuối cùng tắc thở trong tư thế ngồi xếp bằng. Bảy ngày sau khi chết cô đã tỉnh lại kể cho gia đình rằng cô đã được gặp Bồ Tát từ đó mà hiểu được sự tồn tại của nghiệp báo và âm phủ. Bồ Tát cho người dẫn cô xuống thăm địa ngục. Tại đây, cô cũng nhìn thấy những người vốn là Phật tử đang chịu nhục hình trong địa ngục và biết được lý do vì sao họ đọa xuống. Vào triều đại nhà Thanh, ở Ngô Giang, Giang Tô có một cư sĩ Phật giáo rất sùng đạo tên là Khoái Lan Chu. Ông là một người có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ người khác mọi người khi gặp khó khăn không thể giải quyết thì đều tìm đến nhờ vả và ông không ngần ngại ra tay giúp đỡ chịu ảnh hưởng từ người cha cô con gái tên ấu lan của ông cũng là một phật tử với tấm lòng lương thiện giống như cha của mình khi khoái lan chu đến tuổi trung niên ông bị một vết loét lớn trên lưng không rõ nguyên nhân lâu ngày không vì chữa được nên qua đời cái chết của cha khiến ấu lan vô cùng đau đớn cô cũng đã nghe được những lời phàn nàn của người thân về số phận của cha mình họ nói rằng Ông vốn là một người tốt, cả đời ông đã cống hiến cho Phật giáo, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì lý do gì lại không nhận được sự gia hộ của Phật. Những lời này như một đòn giáng vào tâm hồn ấu Lan, vì sao người tốt lại phải chịu tội khổ? Bởi không có được câu trả lời, nỗi đau thương và sự nghi ngờ trong lòng cô ngày một lớn, từ đó sinh tâm bệnh rồi bạo bệnh phải nằm liệt giường. Trải qua một thời gian rất lâu không thể cử động, nhưng bỗng một ngày cô đột nhiên có thể ngồi dậy rồi nói với thị nữ bên cạnh ta sắp chết nhưng đừng vội tổ chức tang lễ khi ta chết cứ để xác ta trong nhà và cũng đừng lo lắng bảy ngày sau khi chết ta sẽ sống lại nói xong ấu lan ngồi đả tọa và tắt thở người nhà dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng họ đành phải đã làm theo lời cô chỉ dẫn trong khoảng thời gian bảy ngày cơ thể của ấu lan không hề xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào như của một xác chết thậm chí khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của ấu lan còn dần dần trở nên hồng hào khi người nhà đưa tay chạm vào khuôn mặt cô để kiểm tra toàn thân ấu lan run lên và cơ thể cô bắt đầu nóng lên vào nửa đêm ngày thứ bảy ấu lan thực sự tỉnh dậy ngay khi tỉnh dậy cô nói mọi người hãy kiên tâm tu phật chúng ta phải tin vào địa ngục và nghiệp lực luân báo sau đó cô ấy kể chi tiết cho mọi người nghe những điều bản thân tai nghe mắt thấy trong thời gian bảy ngày này khi đó linh hồn của ấu lan bỗng được giải thoát khỏi xiềng xích của thể xác cô không thể nhìn thấy con đường trước mắt nhưng có thể cảm thấy mình đang đi trên cát vàng với niềm tin vững chắc cô bắt đầu thành tâm niệm phật và cô cảm thấy vùng đất xung quanh trở nên sáng sủa hơn cô nhìn thấy những lá cờ phướn tung bay xuất hiện những đám mây phía xa lộ ra những quầng sáng trói lọi rồi ánh sáng dần dịu lại lúc này cô nhìn thấy trong ánh sáng có một đại bồ tát với khuôn mặt rất từ bi ấu lan lập tức quỳ xuống cầu xin chư bồ tát cứu giúp vị bồ tát nói con không nên đến đây mau trở về đi ấu lan thấy bồ tát thì nước mắt đầm đỉa cô cầu xin bây giờ cha con ở đâu xin người cho cha con chúng con gặp nhau đi bồ tát đáp ông ấy hiện đang hưởng phúc của tầng trời thứ hai nếu con có thể tu thành trong tương lai cha con con vẫn có hy vọng được gặp nhau nếu không tu thành thì trời và người sẽ cách biệt sẽ khó gặp lại nhau bồ tát tiếp tục an ủi ấu lan đừng khóc nữa con đã ở đây vậy ta sẽ cho người đưa con đi thăm địa ngục để có thể biết các loại tội lỗi loài người đã gieo trên cõi đời này người ác sẽ phải nếm trải sự thống khổ trong địa ngục như thế nào sau đó bồ tát biến mất từ trên không trung một vị thần khác xuất hiện qua luồng sáng ông ta đưa ấu lan xuống địa ngục sau khi đến âm phủ ấu lan cúi chào diêm vương và cô thấy rằng những con quỷ ở âm gian thực sự hung dữ như truyền thuyết đã nói sau khi biết được lý do hai người họ có mặt ở âm phủ diêm vương đã ra lệnh cho mấy con tiểu quỷ dẫn đường và mở ra nhiều cánh cửa của địa ngục khác nhau cho họ vào xem ấu lan đã nhìn thấy những người cô ấy quen biết trên dương thế đang phải chịu tra tấn trong địa ngục cô vô cùng sốc vì cô không nghĩ rằng họ phải đọa xuống nơi này cô nhìn thấy bà tiết ở cổng phía bắc của trấn ngô giang đang run rẩy trong địa ngục băng giá bà thường siêng năng tụng kinh niệm phật và thường khuyên mọi người làm việc thiện trong làng bà còn được gọi là người tốt vì những điều này một người tốt bụng như vậy phải chịu đau đớn trong địa ngục vì vậy ấu lan vội hỏi tiểu quỷ đi bên cạnh lý do và có câu trả lời bà ta quá tham lam sở dĩ bà ta luôn thuyết phục người khác bố thí là để biển thù tiền từ thiện của họ cả đời bà ta đã bòn rút rất nhiều tiền bà ta còn cho vay nặng lãi để bóc lột người khác vì vậy sau khi chết bà ta phải xuống địa ngục kế tiếp ấu lan nhìn thấy chị dâu của mình vốn là một quá phụ chị ta bị đóng đinh vào cột trông rất thảm hại cảnh tượng này khiến ấu lan bật khóc chị ấy cũng niệm phật sao lại có thể thành ra thế này tiểu quỷ trả lời khi còn sống bụng dạ cô ta nhỏ nhen đối xử hà khắc thường xuyên đánh đập và mắng mỏ người hầu cô ta tất nhiên phải đọa địa ngục niệm phật ấy chỉ là một thành ý nhỏ nó không được tính là tu luyện sau đó ấu lan còn nhìn thấy rất nhiều người đang gào thét trong đau khổ và cô dần biết được hết thảy các lý do cô kể lại hết thảy những điều mắt thấy tai nghe trong địa ngục mọi người đều dùng mình, khiếp sợ và bày tỏ mong muốn tu hành một cách chân chính. Ấu Lan tỉnh lại và sống thêm 36 năm nữa. Kể từ chuyến thăm 7 ngày nơi âm phủ, cô hoàn toàn tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo và tiếp tục tu luyện Phật Pháp. Câu chuyện thứ 25, Động vật trả ơn, cứu con người. Đạo Phật nói về lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi, có thể người có duyên với mình sẽ đầu thai làm súc sinh. Một số loài động vật đến mang điều tốt, một số lại mang đến nghiệp xấu với con người. Sử sách ghi chép về loại chuyện này rất nhiều, dưới đây là một câu chuyện. Động vật cứu trả ơn con người. Ở địa phương của Cao Quan, có một gia đình nông dân nuôi bò, con trai nhà nông ngày còn nhỏ chơi với con bò, khi thì leo lên sừng, khi thì kéo đuôi bò, chơi bao nhiêu cũng không hết trò. Đôi khi con bò cũng ngửi đầu cậu bé và liếm tay cậu, và đứa trẻ không sợ hãi. Khi đứa trẻ lớn lên một chút, gia đình cho đứa trẻ đi chăn bò cậu bé đi chơi bò cũng đi theo, cậu đi về bò cũng theo về, cậu đi bò bò đi. Con bò và cậu bé có thể nói là cả ngày không thể tách rời và cứ như vậy trong nhiều năm. Một hôm, cậu bé đi chăn bò, con bò bất ngờ chạy về nhà, đầu và cổ bê bết máu, nó gầm lên và dùng sừng đập vào cửa. Khi cha của đứa bé ra xem, con bò quay đầu chạy ngược lại như cũ. Cha đứa bé biết nhất định đã xảy ra chuyện nên cố hết sức đi theo phía sau. Ra đến ruộng, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ thấy đứa trẻ đã bị vỡ đầu tử vong còn có một người nằm ở ven đường bụng nứt ra ruột bục ra ngoài bên cạnh là một thanh kiếm rơi xuống đất sau khi xem xét kỹ hơn hóa ra đó là một tên trộn ra súc đến từ cường đạo oa cường đạo oa là nơi người hồi sống cùng nhau và đó là hang ổ của bọn cướp ở cường đạo vào thời điểm đó cha của đứa trẻ trong nháy mắt hiểu rằng đứa trẻ đã bị giết bởi một tên cướp và con bò đực đã giết tên cướp một điều nữa là có một doanh nhân tây bắc tên là lý thành đình anh ta đã mua một con ngựa nó rất ngoan ngoãn và cư xử tốt chỉ là trên đường mỗi lần gặp phải ngựa trắng thì con ngựa kia nhất định phải dừng lại nhìn thật lâu cho dù có quất giỏi cũng không tiến lên một khi nhìn thấy ngựa trắng từ xa nó sẽ phi thật nhanh để đuổi kịp dù chủ có kéo dây cương thế nào cũng không thể điều khiển được nó sau đó có người nói chuyện này với nguyên chủ của con ngựa nguyên chủ nói con ngựa này vốn là con của ngựa trắng sinh ra tập tính của nó là đi tìm mẹ tình mẫu tử của ngựa con đối với mẹ nó cũng khiến cảm động con người một điều nữa là ở hoàn hữu tỉnh tề hà một tên cướp đã giết một người trước cửa nhà vương chăn mọi người đã bắt vương chăn và con trai của ông ta và đưa họ đến phủ nơi họ đã bị nhốt là ngục tối trong một thời gian dài một ngày nọ tri huyện triệu thanh đi ngang qua hoàn hữu và nhìn thấy một con bò chạy đến trước mặt triệu thanh quỳ trên mặt đất và kêu lên như thể nó có điều gì đó muốn xin triệu thanh hỏi đây là gia súc của ai đám đông trả lời đó là gia súc của vương chăn triệu thanh nói vương chăn chắc chắn bị oan có bất bình khi họ trở lại phủ vương chăn và con trai của ông ta đã được thà sau đó khi tên cướp vương sơn bị thẩm vấn anh ta thực đã nhận tội con bò đó đã được người dân phong làm thần và có người đã viết bài viết chuyện về con bò chính nghĩa cho nó mối quan hệ nhân quả đằng sau câu chuyện là gì? Chúng ta không thể thấy hết được, nhưng có thể nói rằng việc động vật báo đáp lòng tốt của chúng không có gì lạ. Có thể trong tiền kiếp con vật đã được giúp đỡ và đến kiếp sau nó tìm gặp người đó để trả ơn bởi vì mọi vật đều có linh. Câu chuyện thứ 26, ông trời có đức hiếu sinh, mỗi khi điểm báo chính là cho con người cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Trong chúng ta có thể nhiều người đã từng nghe qua câu tục ngữ, trời không tuyệt đường người, tuy nhiên không phải ai cũng tĩnh tâm, tỉ mỉ mà suy nghĩ ý nghĩa thâm sâu của nó. Kỳ thực chúng ta sống nơi trần thế, thời thời khắc khắc đều là dưới sự dõi theo của thần Phật, người chú trọng hành vi của mình, tu tâm dưỡng tính, tránh hung hướng thiện, tích nhân đức ắt sẽ được thần Phật bảo hộ, phúc báo đủ đầy. Nhân tại mê chung không thấy được chân lý, đôi khi nhất thời gây nên sai lầm, làm việc xấu, thần Phật cũng sẽ không vì thế mà trừng phạt ngay lập tức, mà có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau để điểm hóa khuyên răn con người cải ác hành thiện, trở về con đường chân chính. Kỳ Hiểu Lam, 1726-1805, tự là Văn Đạt, người Hà Bắc, Trung Quốc, là học giả, văn nhân, danh sĩ, quan lại nổi tiếng của nhà Thanh có ghi chép trong cuốn Duyệt Vi Thảo đường bút ký câu chuyện về một người con bất hiếu nhưng nhờ được sứ quan âm phủ khuyên giải, sửa đổi sai lầm, cuối cùng đắc được thiện báo. Trước đây có một thanh niên trẻ tuổi, trong một lần mắc chứng bệnh thương hàn, trong lúc hôn mê gặp anh ta bị âm sai đưa xuống âm phủ lúc nào cũng chẳng hay biết đến âm phủ anh ta gặp được một vị sứ quan trùng hợp thay vị sứ quan này lại là bạn cũ của mình vị sứ quan mở sổ sinh tử cho anh ta ra xem sau khi cha xong sứ quan cho mải nói trước đây anh từng đối xử tệ bạc với cha mẹ mình phạm phải đại tội nghịch tử bất hiếu căn cứ theo luật nơi âm giới sau này sẽ bị bỏ vào vạc dầu tuy nhiên thọ mệnh của anh hiện nay vẫn chưa tận vậy hãy trở về trước sau này mới tính nghe sứ quan nói vậy anh ta vô cùng kinh hãi liền quỳ xuống cầu xin sứ quan chỉ cho mình một con đường giải thoát sứ quan lắc đầu tội của anh quá nặng không có cách gì cứu vãn nghe vậy anh này càng thêm hoảng sợ tiếp tục cầu xin sứ quan chỉ cho mình biện pháp hối cải vị sứ quan thế người này thành khẩn như vậy nên trầm tư suy nghĩ một lúc sau đáp cậu đã nghe qua câu chuyện này chưa có một vị thiền sư đăng đàn thuyết kinh trước lúc đăng đàn có đưa ra một câu đố có chiếc chuông vàng đeo trên cổ một con hổ người thế nào mới có thể tháo chiếc chuông đó xuống mọi người nghe xong đều không ai có đáp án lúc này có một tiểu hòa thượng đứng bên cạnh mới hỏi tại sao không để người đeo chuông tháo xuống anh đắc tội với cha mẹ vậy nên anh cần chân thành mà hối cải với cha mẹ mình may thay có thể cứu vãn tội nghiệp anh ta nghe vậy vẫn sợ lo rằng tội mình quá lớn không phải là việc một sớm một chiều có thể giải thoát sứ quan lại nói anh đã nghe qua câu chuyện về người đồ tể giết heo họ vương chưa? Phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật, nhanh hay chậm tất cả đều phụ thuộc vào tâm của mình. Sau đó sứ quan phái người đưa anh ta trở về dương gian. Về tới nơi cũng là lúc người này tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bệnh thương hàn cũng nhờ đó mà từ từ thuyên giảm. Sau khi khỏi bệnh anh ta thành tâm đổi ý, một lòng hiếu kính mẹ cha, cuối cùng sống tới năm 70 tuổi mới mất. Tuy nhiên, trên thực tế cũng lại có những người nhận được lời khuyên răn nhưng lại không nghe, cuối cùng tự đoạn tuyệt với cơ hội hối cải mà trời cao đã ban cho. Trong cuốn Thái Thượng Cảm ứng biên có chép, cũng vào những năm nhà thanh, tại Vân Nam có một người tên là Nguyễn Tường, 38 tuổi trong nhà có hai người con trai, bốn người cháu. Người này trước nay không làm việc thiện, chuyên môn hành việc bất lương kiếm kế sinh nhai. Có người bạn khuyên, thánh nhân có câu, người tích đức sẽ hưng, kẻ tích ác át hòa sao anh không lấy sách nhân quả thánh hiền ra xem? Nguyễn Tường nói, tôi cũng thường lấy sách anh nói ra xem, cảm giác những điều thiện sự trong sách nói với tâm ý của tôi không thể dung hòa, điều ác nhắc tới lại thấy lòng tương hợp, vậy tôi đọc có ích gì? Một đêm đang ngủ, Nguyễn Tường mơ gặp một vị thần thân mặc áo bào màu hồng, đầu đội mũ vàng nói, vì sao bạn người khuyên người làm thiện, người lại không nghe, nếu như vẫn cố chấp không đổi, tất sẽ bị trời diệt. Sau giấc mơ đó không lâu, hai người con của Nguyễn Tường thi đậu tú tài, gia cảnh lại ngày càng hưng vượng. Mười năm qua đi, trong nhà mọi chuyện đều tốt đẹp, không có chuyện gì xấu xảy ra nên Nguyễn Tường đắc ý nói, mọi người đều nói lời của thần tiên linh nghiệm, nhưng tôi lại cho rằng không đáng tin. Qua tiếp một hai năm, đột nhiên Nguyễn Tường trúng bệnh phong điên mà chết, thọ không đến 50 tuổi. Sau khi Nguyễn Tường chết, gia cảnh cũng ngày càng suy vong, cả con và cháu đều lần lượt qua đời. Thần Phật vốn dĩ xưa nay từ bi hỷ xả, đối đãi bình đẳng với chúng sinh. Con người trong vô minh, không nhận ra chân tướng tại các không gian khác, nhìn không thấy thần Phật, nhân quả thiện ác nên rất dễ phạm phải điều xấu. Nhưng thần Phật từ bi, thông qua các hình thức khác nhau mà điểm hóa cho con người, cho con người cơ hội hối cải lỗi lầm, làm lại từ đầu. Ngược lại nếu có người vẫn cứ u mê bất ngộ thì gieo nhân nào ắt sẽ phải gặt quả đấy mà thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe video của chúng tôi kính chúc quý vị và các bạn một đời bình an và hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo